Xin chào các bạn. Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một người phụ nữ 40 tuổi với nhiệm vụ chính là ở nhà chăm sóc ông chồng già đã chạm mốc thất tuần của mình trong suốt một thời gian dài. Công việc hàng ngày của người phụ nữ ấy là ở nhà nấu cho chồng những món ăn ngon, cùng chồng đi tập thể dục, cùng chồng đi mua sắm và hưởng thụ tuổi già. Cuộc sống như vậy thì sẽ thế nào nhỉ? Đó là một câu hỏi khó trả lời, bởi vì một người ở độ tuổi 40 so với một người ở độ tuổi 70 có sự khác biệt về thế hệ quá lớn. Người phụ nữ 40 tuổi ấy tên là Tâm, vào 10 năm trước vì muốn trả nợ cho gia đình nên bà đã chấp nhận lấy ông Hòa, người lớn hơn bà tận 30 tuổi. Ông Hòa là giám đốc của một bệnh viện lớn với gia thế rất giàu có. Ông có hai người con, một trai một gái, cả hai đều rất giỏi và có đủ khả năng nối nghiệp của bố mình. Vợ ông Hòa trước đây đã không may bị bệnh và qua đời. Mấy năm sau, ông Hòa đã phải lòng bà Tâm trong một lần tình cờ và ông đã quyết ý phải lấy bà Tâm cho bằng được. Ngày đó, công ty của bố bà Tâm bị phá sản, nợ nần chồng chất, cuộc sống của gia đình bà Tâm trở nên rất khổ sở thế rồi ông Hòa đã dùng tiền để mua chuộc bố mẹ bà Tâm, nên mấy tháng sau, bà Tâm đã đồng ý lấy ông và cầm tiền của ông trả hết nợ cho bố mẹ bà. Lúc đó, bà Tâm suy nghĩ rất đơn giản là chỉ cần có tiền trả nợ cho bố mẹ là được, cho nên dù bà có phải lấy chồng già cũng không sao, chỉ cần có tiền là có hạnh phúc. Nhưng bà Tâm đã nhầm khoảng cách tranh lệch tuổi tác giữa họ là ba chục năm chứ không phải là ba năm nên cuộc sống của bà tâm không thể nào mà hạnh phúc được bởi vì không thể hòa hợp tình dục với nhau mà tình dục là bản năng của mỗi con người một cuộc hôn nhân không có tình dục thì cũng không thể nào tồn tại lâu bền được bà tâm lấy ông hòa người đàn ông hơn bà những ba mươi tuổi Hiện tại ông đã nghỉ hưu và tất cả công việc ở bệnh viện đều giao lại cho con trai cả của ông, tên là Đức. Đức bằng tuổi với bà Tâm, Đức là một người đàn ông đẹp trai, tài hoa và luôn được lòng cả thiên hạ. Thời gian cứ thế trôi qua, bà Tâm năm nay đã 40 tuổi, còn ông Hòa, chồng của bà thì đã 70, cũng vì ông Hòa nhiều tuổi lại mắc phải căn bệnh suy thận lâu năm nên bà Tâm không có con cuộc sống của bà suốt 10 năm nay chỉ có quanh quẩn bên người chồng già của mình công việc hàng ngày của bà là nấu những món ngon cho chồng tẩm bổ cùng chồng đi tập thể dục hay là đi chơi mua sắm mỗi ngày công việc hàng ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt đằng đẵng 10 năm khiến bà tâm ngán đến tận cổ bà tâm ra ngựa đầu tuổi hồi xuân hừng hực lửa tình thế nhưng ông chồng già của bà lại không thể đáp ứng cho bà được chuyện đó. Lúc mới cưới về, mỗi tháng ông còn động chạm bà được một hai lần, nhưng mấy năm nay thì sức khỏe ông yếu hẳn và suốt cả năm trời, ông không động vào người bà một lần nào. Tuy cuộc sống của bà Tâm rất dư giả về tiền bạc, nhưng bà Tâm lại thiếu hụt tình cảm, đặc biệt là thiếu tình dục nghiêm trọng. Cuộc sống của bà Tâm cứ buồn tẻ và chán ngắt như vậy, Mãi cho tới một ngày, bà Tâm vô tình va phải Đức, con trai của chồng bà trong bể bơi của nhà mình. Bà đã bị cuốn hút bởi thân hình săn chắc của Đức, cú va chạm vô tình ấy đã khiến bà ngã vào lòng của Đức. Từ giây phút đó, bà Tâm đã thầm thích con trai của chồng. Trong cái lần định mệnh ấy, bà đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Cuộc sống của bà Tâm từ đó bắt đầu thay đổi theo một hướng tích cực hơn vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn trước rất nhiều lần mặc dù bà tâm biết đức bây giờ đã có vợ và con gái rồi nhưng bà vẫn cứ mê đức và bà mơ sẽ có một ngày bà và đức được ở bên nhau mãi mãi đức hiện tại đã tiếp quản công việc của bố mình đức đã kết hôn với vi và hai người có một cô con gái nhỏ năm nay vừa tròn ba tuổi vợ anh là giáo viên trường quốc tế với trình độ học phấn hơn người đức là mẫu người đàn ông lý tưởng và thành đạt anh rất có duyên và luôn được lòng các chị em phụ nữ trong đó có bà tâm mẹ kế của anh nửa đêm bà tâm bị tiếng ngáy vang như sấm của chồng già làm cho tỉnh giấc bà ngán ông chồng già của mình tới tận cổ rồi bà lẩm bẩm lão già này sao còn chưa chết đi chứ cứ sống dai sống mãi như vậy nhỉ Ông Hòa bị bệnh tim mạch, cao huyết áp, lại bị cả suy thận, cho nên sức khỏe của ông rất yếu. Cho dù người yếu là thế, nhưng mà ngáy thì rất khỏe. Âm vang khắp cả căn nhà khiến cho bà Tâm vô cùng khó chịu. Bà muốn ông Hòa chết sớm đi cho nhẹ nở, nhưng ông Hòa mãi không chết cho. Bà Tâm bị mất ngủ, bèn mở điện thoại ra ngắm ảnh của Đức. Bây giờ chỉ có Đức mới khiến cho bà có động lực để sống tiếp. Bà nằm ngắm ảnh của Đức mà trong lòng mơ ước sẽ có một ngày bà được sánh bước bên anh và hai người sẽ cùng sống bên nhau những ngày tháng hạnh phúc. Đó chính là ước mơ lớn nhất của một người mẹ kế như bà Tâm. Suốt 10 năm qua hầu như chỉ ở nhà dưỡng và chăm sóc da cùng với cơ thể. Nên dù đã đến tuổi tứ tuần nhưng bà Tâm nhìn vẫn trẻ lắm. Nhìn bà thì ai cũng cho rằng bà chỉ mới 30 mà thôi bởi vì bà có làn da căng mướt mềm mịn và trắng ngần thêm nữa là bà lại rất biết cách ăn mặc và biết khoe những đường cong của cơ thể nên bà tâm rất đẹp và quyến rũ nhưng đẹp và quyến rũ mà không có ai động vào thì cũng phứt đi chứ có làm được trò chóng gì đâu bà tâm lẩm bẩm không lẽ cả đời mình cứ sống trong sự cô đơn trống trải thế này sao bà tâm mỗi ngày đều cầu trời khấn phật cho lão chồng già chết sớm để bà có cơ hội quyến rũ đức con trai của chồng bà nghe ông hỏa nói tối nay đức sẽ qua nhà ăn cơm bà tâm vui mừng hớn hở ra mặt bà tự tay vào bếp nấu những món ngon đặc biệt là bà sẽ nấu món canh sườn mà đức thích ăn nhất đó là món canh mà bà nấu rất ngon cũng chính vì đức thích ăn món canh đặc biệt đó mà bà tâm nhất quyết không truyền lại bí kíp cho con dâu và người giúp việc bà chỉ giữ riêng món đó cho mình, bà biết. Nhờ thế mà bà mới có nhiều cơ hội nấu canh sườn cho Đức ăn hơn. Và thế là bà Tâm cũng có nhiều thời gian ở bên Đức hơn nữa. Nghe tin con trai của chồng tới ăn tối, bà Tâm liền mở tủ tìm một bộ đồ đẹp nhất để mặc lên người. Sau đó, bà ngồi lại để ngắm lại nhan sắc của mình trong gương. Bà tự mãn, công nhận nhìn mình ngày càng trẻ ra ấy nhỉ. Ngực nở mông căng tròn, làn da thì căng mướt mịn màng. Mình đẹp thế này, rực lừa thế này Mà lại phải sống cả đời bên cái lão chồng đã xả nua Lại còn yếu sinh lý Chán ngán lên tận đỉnh đầu rồi đây này Sao cái số mình nó lại hầm hiu như vậy chứ Chuông cửa vang lên Bà Tâm vui vẻ đi ra mở cửa Đức đây à con Con chào gì Tâm Vào nhà đi con Đức nhìn mẹ kế của mình Anh gật gù Công nhận là gì càng ngày càng trẻ ra đấy Thật à con Thật chứ Nhìn gì cứ như mới 30 thôi Không ai tin là gì đã 40 đâu Chỉ cần nghe Đức nói như vậy Là bà Tâm đã sung sướng Cười không ngập được miệng Con chỉ nói vậy để cho dì vui đúng không Con thể là con nói thật lòng đấy Dì rất đẹp luôn Bà Tâm cười sung sướng lắm Bởi vì bà đã thầm thích Đức từ lâu Nên trước nay bà luôn tìm đủ mọi cách Để mình đẹp nhất trong mắt của Đức Ba người cùng nhau ngồi ăn cơm Trước mặt ông Hòa, bà Tâm luôn tỏ vẻ quan tâm và chăm sóc ông từ những việc nhỏ nhất. Được thấy mẹ kế quan tâm tới bố mình như vậy thì anh cũng yên tâm lắm. Mấy năm nay anh bận bịu công việc lại có gia đình riêng cả rồi nên anh không có nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm tới bố như ngày trước nữa. Nhưng giờ anh đã khá yên tâm vì đã có dì Tâm tận tình chăm sóc, dì Tâm chu đáo như vậy anh không cần phải lo lắng nữa rồi anh tự nhủ với lòng mình rằng sau này anh nhất định sẽ chăm sóc và yêu thương dì tâm như người mẹ của mình để trả ơn dì đã luôn tận tình chăm sóc bố của anh trong lòng anh thầm biết ơn dì tâm rất nhiều sau khi ăn tối xong đức ở lại để trò chuyện cùng bố và dì tâm một lúc lâu rồi anh mới ra về lúc đó người giúp việc mới cũng vừa tới bà ấy vừa có mặt đã khéo nịnh vợ chồng ông bà chủ Đúng là trai tài gái sắc Tôi vừa gặp ông chủ ở ngoài cửa Ông chủ đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc ấy bà nhỉ Sự nhầm lẫn tai hại này Khiến bà tâm rất vui Còn ông Hòa Chồng của bà thì lại không vui chút nào Đã vậy người giúp việc lại còn nói thêm Ông chủ đẹp trai như vậy Hẳn là thừa hưởng nét đẹp của ông chủ tịch rồi Tôi nói có đúng không bà chủ Ông Hòa lần này không nhịn được nữa Ông nói Cô ấy là vợ tôi cô giúp việc ngạc nhiên hỏi lại bà là vợ của ông chủ tịch ư vậy ông chủ là con trai của hai người sao không thể nào bà chủ trẻ thế này còn ông chủ tịch thì già như thế sao mà có thể chứ tôi già rồi vậy thì sao à à không tôi tôi xin lỗi ạ cô giúp việc vội vàng đi xuống bếp sau khi cô giúp việc đã đi khuất bà tâm liền bảo ông hòa cô ấy không biết thôi mà mình đừng giận cô ấy nhé ừ anh không giận đâu bởi vì em trẻ thật nên người ta có hiểu nhầm thì cũng phải thôi. Bà Tâm quay ra nịnh ông chồng già của mình. Trong mắt em thì mình vẫn còn trẻ lắm. Chỉ cần mình luôn trẻ khỏe, sống bên em thật lâu là em đã hạnh phúc lắm rồi. Còn miệng đời như nào thì em cũng không quan tâm đâu. Cảm ơn em rất nhiều vì đã luôn ở bên anh trong suốt 10 năm qua. Nếu vậy thì em phải sống thêm mấy lần 10 năm nữa nhé. Ừ, anh biết rồi ngoài miệng thì bà tâm nói vậy nhưng trong thâm tâm của bà luôn mong cho sao cho ông chồng già của mình chết sớm đi để bà còn có cơ hội được ở bên đức nhưng số phận của bà cứ mãi chớ trêu khi mà ông chồng già vẫn chưa chịu chết cho bà tâm tình cờ xem được chương trình chăm sóc sức khỏe trên tv sau đó bà biết được bệnh tâm mạch huyết áp cao và bệnh suy thận của ông chồng không nên ăn đồ ngọt cũng như những món chiên nhiều dầu mỡ lại còn phải kiêng những món chua và mặn thế là ngay sáng hôm sau bà tâm đã làm món cháo đậu đỏ nhiều đường cho ông hòa ăn bà làm thêm nhiều món có nhiều chất béo cho bữa trưa rồi tối đến thì bà đặt bánh pizza và nước ngọt để cho chồng cùng ăn nhưng bà chỉ ăn một miếng nhỏ còn lại để cho ông hòa ăn hết Bà khéo nịnh nên ông Hòa cũng cố gắng ăn bằng hết để chiều lòng vợ. Cứ vậy, ông Hòa ngày càng béo hơn, kéo theo đó là bệnh của ông cũng nặng lên, khiến ông Hòa vốn đã mệt mỏi nay lại càng thêm ốm yếu bệnh tật. Ngày cuối tuần, Đức đưa vợ con về nhà ăn tối cùng ông Hòa và bà Tâm. Trong thâm tâm, bà Tâm ghét con dâu lắm, nhưng bà không bao giờ thể hiện ra trước mặt. Bà cứ tỏ ra vui vẻ như vậy Nhưng sau lưng thì bà luôn tìm cách chê bai Nói xấu con dâu Và tìm cách dìm con dâu xuống Mục đích của bà Tâm Là chia sẻ Đức và Vi Để hai vợ chồng Đức Vi lục đục Bà Tâm là mẹ kế Nhưng lại ghen với con dâu Đúng là trên đời này Chuyện gì cũng có thể xảy ra Chuyện mẹ kế thích con trai của chồng Trong trường hợp này cũng không có gì là vô lý đêm hôm đó bà tâm mơ một giấc mơ dài và hết sức chân thật trong giấc mơ bà thấy mình và lão chồng già đi bơi cùng nhau khi đó bà lên bờ ngồi trước rồi lúc bà quay lại thì lão chồng của bà đã nổi lềnh phềnh trên mặt nước rồi thế là bà tâm vội vàng lao xuống bể bơi để đỡ thì phát hiện chồng bà đã ngừng thở bà tâm giả vờ gào khóc như thể đang đau khổ cùng cực nhưng khi vào phòng và đóng cửa lại thì bà đã sung sướng hét lên cuối cùng thì lão già cũng chết mình được toại nguyện rồi ông trời đã giúp mình rồi mình ơi mình tiếng gọi của ông hòa làm bà tâm tỉnh giấc thì ra đó chỉ là một giấc mơ bà tâm vì quá mong chồng mình chết cho sớm nên bà đã mơ thấy lão chồng già của mình chết luôn mới kinh khủng chứ bà tâm mở mắt ra trước mặt bà là lão chồng già râu tóc bạc trắng bà thất vọng vô cùng khi biết đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thực tế thì lão chồng già vẫn sống lù lù bên cạnh. Bà Tâm thấy thất vọng tràn trề, nhưng bà không thể hiện gì ra ngoài cả. Bà tươi cười hỏi chồng, hôm nay anh muốn ăn món gì? Em cho anh ăn món gì thì anh ăn món đó, kể cả thuốc độc và Nếu em ăn cùng với anh thì có là thuốc độc cũng được. Đúng là điên khủng mà, bà Tâm đi xuống bếp, khuôn mặt của bà lộ rõ vẻ thất vọng. Mẹ ở kiếp, chỉ là một giấc mơ, không biết bao giờ mới thành hiện thực nhỉ. Đúng lúc đó thì người giúp việc cũng từ ngoài đi vào bếp, bà Hoa lại mang khuôn mặt vui vẻ như không có chuyện gì. Bà bảo người giúp việc đi chợ, mua thật nhiều đồ tươi ngon để bà tự tay nấu cho lão chồng già của bà ăn. Người giúp việc nghe bà Tâm nói như vậy thì họ còn trồm trồ, công nhận bà Tâm là người vợ, hết mực yêu thương chồng. Nhưng họ đâu biết, bà Tâm đang âm thầm tìm cách để ông chồng già của mình chết sớm hơn ngày hôm sau để hâm nóng tình cảm của ông hòa với vợ ông quyết định đưa vợ đi xem phim hai người đi xem phim cùng nhau như một đôi tình nhân trẻ bà tâm bảo chồng mua nhiều bỏng ngô và nước ngọt để cả hai người cùng vừa ăn vừa xem phim trong phim đang tới đoạn buồn cười hai người dựa vào nhau mà cười vui vẻ thế nhưng ngay sau đó ông hòa bất ngờ lên cơn đau tim Ông dãy dụa và cố gắng kéo tay bà Tâm thều thào. Mình ơi, mình cứu anh với. Bà Tâm quay lại, thấy chồng bà kêu đau, nhưng bà cứ xem tiếp và coi như không có chuyện gì xảy ra lúc đó cả. Ánh mắt ông nhìn bà sốc lắm, chắc là ông không ngờ được rằng người vợ mà mình thương yêu suốt 10 năm qua chỉ là một người phụ nữ giả tạo, thấy chồng mình sắp chết mà bà lại mặc kệ, không buồn cứu giúp. Người vợ mà ông hết mực tin tưởng thế mà lại là một người phụ nữ lòng dạ rắn độc. Sau vài phút hấp hối, ông Hòa đã tắt thở, người lạnh dần. Thấy vậy, bà Tâm đã rơi những giọt nước mắt trung sướng. Cuối cùng thì lão chồng già đã chết thật rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã chờ được cái ngày này rồi, sung sướng quá đi. Sau đó bà Tâm sờ tay lên mũi của chồng để chắc chắn rằng ông đã chết. Sau khi xác định rõ ràng, bà mới hốt hoảng kêu lên và nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ sau đó ông hòa được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng ông đã ngừng thở từ trước khi tới bệnh viện rồi lúc con trai và con dâu của ông hòa tới nơi thì ông hòa chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt bà tâm thì đang ôm lấy xác của chồng mà gào khóc trong tuyệt vọng tại tang lễ của chồng bà tâm diễn y như thật bà gào khóc đau khổ, hai mắt bà đỏ hoe, giàn ruộng nước mắt. Đức nhìn thấy cảnh đó thì anh lại càng xót xa, anh xót thương cho dì Tâm vì cảnh mất chồng. Còn bà Tâm khi thấy con trai của chồng đang đứng bên cạnh thì bà giả vờ yếu đuối mà dựa vào lòng con trai của chồng mà khóc nức nở. Đức ôm dì và động viên dì bớt đau buồn bởi vì thời gian qua anh thấy bà Tâm đã quá vất vả vì bố anh. Anh biết ơn bà Tâm rất nhiều Anh tự nhủ rằng Sau này anh sẽ thay bố chăm sóc Và phụng dưỡng dì Tâm khi về già Thế nhưng Đức đâu biết rằng Chính dì Tâm là người đã cố ý hại bố anh Khiến ông chết đột ngột như vậy Trong lòng bà Không thể để bố anh tiếp tục sống được Sau lễ tang của chồng Ngay lập tức bà Tâm đã nghĩ cách Để quyến rũ con trai của chồng rồi Bà Tâm giả vờ yếu đuối và gục ngã Đang ngồi trên xe ô tô về nhà nhưng bà Tâm cứ sửa đầu vào đức mà khóc Mặc dù con sâu của bà ngồi ngay bên cạnh Vì vợ của Đức thấy mẹ kế của chồng mình Cứ động chạm quá thân thiết với chồng của cô Nên cô cảm thấy hơi khó hiểu Nhưng vì bố chồng cô vừa mới mất Nên cô cũng không muốn nói ra Những suy nghĩ không hay của mình Bà Tâm lúc này yếu đuối Tới mức không thể tự xuống xe Vì định đỡ bà xuống Nhưng mà bà cứ bám vào người Đức Thế là Đức đã bế bà Tâm đi vào phòng, bà ôm chặt lấy con trai của chồng, bà cảm nhận được bờ vai vững chắc và mùi hương trên người Đức khiến bà si mê. Bà chỉ muốn được ôm Đức, ôm trọn lấy cơ thể săn chắc và bờ vai vững chãi này mãi mãi. Đức bế bà Tâm vào phòng, anh nắm tay bà Tâm và nói, Dì đừng buồn nữa nhé, sau này con sẽ thay bố chăm sóc cho dì, sau này dì hãy dựa vào con, có thể là con không tốt bằng bố, nhưng con sẽ cố gắng để bổ đáp cho gì. Bà Tâm nghe Đức nói vậy thì bà ta sung sướng muốn phát điên lên, nhưng bà vẫn cố tỏ ra vẻ đau thương mất mát. Dì không sao đâu, con đừng lo nhé. Dì cứ thế này thì làm sao mà con có thể yên tâm được chứ. Bà Tâm thấy Đức quan tâm lo lắng cho mình như vậy thì bà sung sướng tới mức muốn hét lên ngay. Giây phút bà đã chờ đợi suốt mấy năm nay, cuối cùng cũng đã tới. Cảm giác yêu đơn phương con trai của chồng và không thể nào chạm vào được đã khiến bà đau khổ suốt mấy năm qua. Cuối cùng thì ngày đó cũng tới rồi, nhất định bà sẽ chiếm lấy toàn bộ trái tim lẫn cơ thể hoàn mỹ của Đức. Vì vợ của Đức thấy chồng mình quan tâm tới mẹ kế vượt mức quan tâm bình thường thì cảm thấy kỳ lạ lắm. Vậy nên cô bảo Đức, anh cứ về nhà trước đi, em sẽ ở đây chăm sóc dì tâm cho. Mấy hôm nay em cũng mệt mỏi, hay là em về nhà nghỉ đi, để anh ở đây chăm sóc gì nhé Vi liền kéo Đức ra ngoài và nói Anh là đàn ông, ở lại chăm sóc gì thì sẽ hơi kỳ đấy Để em ở lại chăm gì thì hợp lý hơn Đức suy nghĩ thì thấy Vi nói đúng thật Anh gật đầu đồng ý Vậy à, anh về trước đây, em ở lại chăm sóc cho gì nhé Có vấn đề gì thì gọi cho anh ngay Vâng, anh cứ yên tâm về đi ạ à. Con gái ở bên bà ngoại rồi Nên anh không phải lo gì cả đâu Ừ, để anh vào chào gì một câu rồi anh về luôn đây đức vào phòng và chào dì tâm dì nghỉ ngơi đi nhé con về nhà đây vợ con sẽ ở đây với dì bà tâm muốn đức ở lại với mình bà không muốn con sâu ở lại nên bà kéo tay của đức và nói giọng yếu đuối con ở lại đây với dì được không dì ở với vợ con dì không quen lúc đó vì ở ngoài đi vào cô thẳng thắn nói con ở lại với dì sẽ tiện hơn đấy ạ à? chồng con là đàn ông con trai ở lại đây e là không tiện đâu gì bà tâm bực con sâu lắm nhưng vẫn cố gượng cười và nói có gì đâu mà không tiện chứ đều là người một nhà mà con dù sao thì con trai của chồng ở lại chăm sóc cho mẹ kế cũng không hay lắm người ngoài mà biết lại hiểu lầm đó gì thế nên con sẽ ở lại đây với gì bà tâm không thể nói lại được con dâu nên bà chỉ đành bất lực nhìn đức ra về thế là bao nhiêu công của bà giả vờ yếu đuối giả vờ đau khổ tuyệt vọng bây giờ đều thành ra vô ích vì bà Tâm mệt mỏi, không ăn được cơm, nên Vi rất tâm lý, nấu một nồi cháo gà cho bà Tâm tẩm bổ. Cô bê bát cháo vào phòng mẹ kế và nhẹ nhàng nói. Dì ngồi dậy ăn cháo nhé. Vì đã lỡ diễn rồi thì phải diễn tiếp thôi, nên bà Tâm phải ngồi dậy ăn vài thìa cháo với điệu bộ rất mệt mỏi. Sau đó thì dù con dâu có nịnh thế nào đi nữa, bà cũng không chịu ngồi ăn thêm ăn cháo xong thấy bà nằm ngủ rồi thì con dâu cũng đi về phòng nghỉ ngơi một giờ đêm hôm đó bà tâm phải ngồi dậy uống nước bụng bà đói cồn cào nãy giờ bụng đang sôi lên ủng ục vì khi nãy chỉ mới ăn có vài thìa cháo mấy ngày hôm nay bà tâm luôn diễn bộ dạng yếu đuối mệt mỏi không ăn không uống được gì nên bây giờ bà đói tới mức có thể ăn hết một ký thịt bò luôn bà đi ra ngoài cửa thấy con dâu đã ngủ ngon ở trong phòng nên bà đi xuống nhà và tự làm một phần thịt bò bít tết rồi ngồi ăn một cách ngon lành cứ nghĩ tới đức là bà tâm lại sung sướng cười không ngậm được mồm bà vừa ăn vừa tưởng tượng ra cái cảnh bà và đức vui vẻ hạnh phúc bên nhau dù chỉ là tưởng tượng thôi nhưng bà tâm đã sung sướng ngất ngây vì đứng ở trên lầu nhìn xuống cô thấy mẹ kế của mình đang ngồi ăn thịt bò với tâm trạng vui vẻ tự mãn khác hẳn với vẻ yếu đuối trước mặt mọi người vì cũng đã phần nào đoán ra được lý do cô là người có học hiểu biết nhiều nên chỉ cần thấy ánh mắt của mẹ kế nhìn chồng mình thôi là cô đã hiểu ra vấn đề rồi vì khẳng định chắc chắn rằng mẹ kế của cô đang thầm thích chồng cô vì không biết cái chết của bố chồng liệu có liên quan gì đến mẹ kế của cô không nhưng bố chồng vừa mất mà mẹ kế đã tìm cách tiếp cận chồng cô như vậy thì điều đó chứng tỏ mẹ kế đã thầm thích chồng của cô từ rất lâu rồi thì phải vì trở về phòng cô nằm chằn trọng mãi mà vẫn không sao ngủ được cô cứ thấy lo lắng bất an trong lòng nếu những suy nghĩ trong đầu cô là đúng thì sau này cô và mẹ kế khó mình nhìn mặt nhau sáng ngày hôm sau khi vi đi sang phòng gọi bà tâm dậy ăn sáng thì bà tâm vẫn là cái bộ dạng mệt mỏi ấy nằm bẹp trong phòng dì ơi dì dậy rồi ăn sáng thôi ạ à? bà tâm giả vờ mệt mỏi trả lời dì không muốn ăn đâu con cứ ăn đi khi nào đó rồi dì ăn sau dì phải cố ăn vào để người mau khỏe lại chứ gì ạ à? dì biết rồi con cứ ra ăn trước đi rồi tí nữa dì ăn sau vâng vậy lát dì nhớ ra ăn nhé ừ dì nhớ rồi chờ vi đi ra ngoài bài hoa bĩu giải môi tôi ăn thịt bò no rồi còn bụng đâu mà ăn đồ ăn cô làm nữa chứ bà tâm vốn không ưa con dâu nên qua hôm nay thì bà bắt đầu tìm cách đuổi khéo con dâu về vì nếu con dâu của bà cứ ở đây thì bà sẽ không thể quyến rũ đức được nên đến chiều bà bảo con dâu luôn dì khỏe rồi con cứ về bên nhà đi nhé dì tự lo được con ạ à. vi thừa biết là bà tâm chỉ đang diễn trò nhưng cô vẫn nhẹ nhàng hỏi lại, dì khỏe thật chưa ạ? À? dì khỏe thật rồi mà, con cứ yên tâm về đi. dạ vậy con xin phép đi về. có gì dì cứ gọi con nhé. ừ dì biết rồi. bà tâm nói vậy thôi, chứ trong đầu bà đang nghĩ rằng tôi chắc chắn sẽ gọi, nhưng tôi gọi đức của tôi, chứ tôi gọi cô làm cái gì chứ. sau khi con dâu về, thì bà tâm bắt đầu đi spa, chăm sóc da mặt và đi tắm trắng toàn thân. chồng bà đã mất để lại cho bà số tài sản khổng lồ mà có tiêu pha cả đời cũng không hết, nếu bà sống tự tế thì cả cuộc đời này bà không phải lo nghĩ vấn đề gì nữa. Thế nhưng bà mới 40 tuổi, đang giữa cái tuổi sung mãn nhất, rực lửa nhất mà bảo bà sống một mình an phận, cô đơn trong căn nhà rộng lớn thì làm sao mà bà sống được chứ? Bà tâm đi làm đẹp, rồi bà còn đi tập gym để có một thân hình săn chắc, bà tới phòng tập Tranh thủ ngắm trai đẹp, bà đảo mắt nhìn xung quanh một vòng mà ngắm cho sướng con mắt. Các anh trai đẹp ở đây thường gọi bà Tâm là chị, bởi vì nhìn bà rất trẻ so với cái tuổi tứ tuần của mình. Có người còn chủ động xin số điện thoại của bà và buông lời tán tỉnh bà nữa. Bà Tâm thích lắm, bà nghĩ rằng đây mới là cuộc sống mà mình mong muốn, cuộc sống tự do, có tiền để tiêu xài thoải mái, lại còn có trai đẹp vây quanh. Đó chính là cuộc sống thượng lưu và hạnh phúc mỹ mãn nhất bà từng được hưởng thụ trong cuộc đời mình. Chồng mới mất được nửa tháng, nhưng bà Tâm đã lột xác thành một người hoàn toàn khác xưa. Bà ăn mặc gợi cảm sạch một người phụ nữ bốn chục tuổi với thân hình bốc lửa hừng hực như vậy, bất kể người đàn ông nào cũng phải ngắm nhìn. Bà đã trẻ đẹp, lại còn lắm tiền nữa chứ. Một người phụ nữ đẹp bốc lửa, lại có nhiều tiền, thêm nữa là chồng đã qua đời một mình bà ở trong căn nhà rộng lớn chỉ cần bà tâm thích là sẽ có cả một đống trai đẹp đứng xếp hàng dài ở cổng nhà đợi bà lựa chọn thế nhưng bà tâm không thích bà lại chỉ thích mỗi đức người con trai của chồng mà thôi từ ngày bố mất dù công việc ở bệnh viện bận rộn nhưng đức vẫn dành thời gian tới thăm mẹ kế một tuần hai lần anh sợ gì tâm còn đau lòng vì chuyện của bố anh nên anh muốn tới để cùng ăn tối và trò chuyện với dì để dì khuây khỏa. Chiều nay, sau khi nghe Đức nói anh sẽ tới ăn tối cùng với mình thì bà Tâm đã đi chợ mua đồ tươi ngon và tự tay nấu nướng cho Đức ăn. Từ lúc chồng bà mất thì bà cũng không thuê giúp việc nữa mà bà muốn tự lo cho bản thân. Và thực chất thể ý của bà là bà muốn ở một mình để còn tìm cơ hội gạ gẫm, quyến giữ Đức cho tiện mà lại còn không cần lo bị người khác phát hiện ra. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, bà Tâm ngồi trước gương trang điểm, rồi bà chọn cho mình một chiếc váy body gợi cảm để khoe đường cong nuột nà của mình. Chuông cổng vang lên, bà Tâm sung sướng đi ra mở cửa. Đức đây hả con? Dạ con chào gì? Vào nhà đi con. Con tặng gì bộ mỹ phẩm, mặc dù gì đã rất đẹp rồi, nhưng con vẫn muốn gì đẹp hơn nữa. Dì cảm ơn con nhé. Bà Tâm nhận túi mỹ phẩm từ tay Đức, được anh mua quà tặng cho mà lòng bà hạnh phúc lắm. Đức là người đàn ông tâm lý, rất biết cách làm hài lòng chị em phụ nữ, nên ai nhìn anh ta cũng muốn đổ gục hết cả. Bà Tâm và Đức cùng nhau ngồi ăn tối, Đức tấm tắc khen đồ ăn ngon. Anh và bà Tâm vừa ăn, vừa ôn lại bao nhiêu kỷ niệm từ lúc bà mới về đây. Sau đó, bà Tâm còn xả bộ buồn bã khi Đức nhắc tới bố của mình. Bà Tâm bật khóc rồi gục đầu vào vai của Đức. Giây phút đó, ánh mắt hai người nhìn nhau rất lạ. Đức biết mình là phận con nên anh không muốn suy nghĩ gì hơn. Thế nhưng khi Đức muốn đẩy bà Tâm ra thì bà lại cứ sán vào người của Đức. Cơ thể quyến rũ thoang thoảng mùi nước hoa, thơm động lòng người của bà Tâm cứ sấn lại, sát vào người của Đức khiến anh bối rối. Khi anh muốn đứng dậy ra về thì bà Tâm sập vờ ngất, mấy lần bà ngất thì đều là ngất đi trong vòng tay của Đức hết. Đức vội vàng bế bà Tâm về phòng, sau đó vì không yên tâm nên anh ngồi lại để canh bà Tâm thêm một lúc. Cứ như vậy, đường cong trên cơ thể bà cứ thế mà đập thẳng vào mắt của Đức. Cảnh này khó có thể diễn tả, nhưng mọi người có thể liên tưởng tới cảnh hồ ly quyến rũ chủ vương trong bộ phim Trung Quốc trước đây diễn ra thế nào, thì bà Tâm quyến rũ Đức y như vậy. Đức thấy bà Tâm vẫn còn đau khổ, vì sự ra đi đột ngột của bố anh nên anh rất thương dì anh đã hứa với dì tâm là sau này anh sẽ quan tâm tới dì nhiều hơn nữa anh sẽ bù đắp cho dì tất cả anh sẽ làm tất cả thay bố anh để cho dì vui lòng anh hẹn chủ nhật tới anh sẽ đưa dì tâm đi ăn đi chơi để dì vơi bớt nỗi buồn bà tâm vui lắm hôm nay đã thứ sáu rồi chủ nhật sẽ tới nhanh thôi mà đức lái xe trở về nhà Đêm đó tuy anh đang nằm cạnh vui ngủ Nhưng trong tâm trí của anh lúc này Không sao mà yên ổn được Ánh mắt đáng thương chán nản tuyệt vọng của dễ tâm Cứ hiện lên trong đầu của anh Anh thở dài chăn trở Vi thấy vậy liền hỏi chồng Chồng ơi anh có tâm sự gì à Không có do công việc ở viện thôi mà Có gì thì anh cứ nói ra với em cho nhẹ lòng Em không thể giúp được anh Nhưng em sẽ lắng nghe anh nói Đức ôm Vi anh mỉm cười không có chuyện gì đâu vợ yêu mình ngủ thôi nào dạ chồng yêu ngủ ngon nhé vợ yêu chồng lắm ừ chồng cũng yêu vợ vì nằm gọn trong vòng tay của đức cô đâu biết rằng đức bây giờ đang chăn trở không ngủ được vì lo lắng cho mẹ kế của mình bà tâm lúc này cũng không ngủ được bà nằm nghĩ tới ngày chủ nhật tới bà sẽ được đức đưa đi chơi đó là ngày mà hai người đi hẹn hò cùng nhau cứ lim dim được mấy phút là bà tâm bừng tỉnh cơn mê tình của người mẹ kế dành cho con trai của chồng cứ lớn dần lên và không bao giờ có thể dập tắt được nữa bà tâm ôm gối chằn chọc mãi không thể ngủ được bà cứ chờ mãi rồi cũng tới ngày chủ nhật cái ngày mà đức hứa với bà sẽ tới đón bà và đưa bà đi chơi mười giờ mới tới giờ hẹn nhưng bà tâm đã ngồi trước gương để trang điểm từ tám giờ sáng bà tâm luôn muốn mình phải thật đẹp trong mắt con trai của chồng mười giờ đức tới đón bà tâm dì tâm giờ con đưa dì đi ăn nhé ăn xong chúng ta sẽ đi chơi ừ thế nào cũng được hôm nay dì nghe theo đức hết vâng mời dì lên xe đức lên xe dì nhìn bà tâm và gật gù phải công nhận là dì tâm trẻ thật đấy trẻ cứ như gái ba mươi Dì à già, già rồi mà Còn trẻ cái gì nữa đâu Dì trẻ thật mà Dì bằng tuổi con Nhưng mà nhìn dì trẻ hơn con nhiều Trông con già quá rồi dì nghĩ Bà Tâm cố ý sở lên má của Đức Và nhìn Đức với ánh mắt âu yếm Đức trông vẫn đẹp trai và phong độ lắm Đức đừng nói mình già nữa nhé Dì thấy vậy à Ừ thế mà vợ con cứ chê con già đấy dì ạ à? Trong mắt dì Thì Đức không già một tí nào cả Trông Đức đẹp trai và tài giỏi nhất luôn con cảm ơn gì? Bà Tâm cứ cố ý động chạm vào người của Đức, lúc thì sờ má, lúc lại chạm vào vai, rồi vào tay của Đức. Tới đoạn đường có ổ gà, bà Tâm cố ý nghiêng người và chạm tay vào đùi của Đức. Bà Tâm cứ động chạm thân thiết quá mức như vậy, thì liệu một người đàn ông như Đức liệu có giữ được bản thân mình hay không? Đức đưa bà Tâm đi ăn uống, rồi anh đưa bà Tâm tới khu vui chơi, Đức còn nắm lấy tay bà mà đi hai người đi cùng nhau, thân thiết như một đôi tình nhân vậy. Bà Tâm hôm nay được đi chơi với Đức, bà sung sướng cười không ngập được mồm. Đức còn lấy điện thoại ra chụp ảnh bà Tâm, sau đó hai người chụp chung thân thiết như một đôi tình nhân trẻ. Chơi tới chiều, thì cả hai mới trở về, Đức đưa bà Tâm về nhà, anh định đi về luôn, thì bà Tâm giữ Đức lại. Con ở lại uống cốc cà phê rồi hãy về nhé, dì mới mua được cà phê này ngon lắm đấy. Vâng, thế cũng được vậy à, con cắm bình nước nóng giúp gì để gì tắm cái đã chứ gì nóng quá dạ vâng thế gì đi tắm đi để con pha cà phê cho ạ à? bà tâm đi tắm nhưng bà lại không cải cửa cánh cửa bà chỉ khép hở ở đó bà có mục đích của bà mà đi tắm chính là cách mà bà dụ đức xa vào cái lưới tình mà bà đã răng ra đức ngồi ngoài phòng khách anh pha cà phê xong đã gần 30 phút mà bà tâm vẫn chưa ra anh thấy lo lắng về sức khỏe của bà tâm từ khi bố anh mất, anh rất sợ bà ốm vặt. Anh sợ bà gặp chuyện gì trong đó. Nên anh đi về phía phòng tắm và gọi. Dì ơi, dì Tâm ơi. Không có tiếng trả lời, Đức lo lắng. Anh đẩy cánh cửa nhà tắm xem sao. Cánh cửa không khóa, chỉ đẩy nhẹ là mở tung ra ngay. Dì ơi, ôi dì đây, dì mệt quá con ạ. Đức đi vào, thấy dì Tâm đang nằm trong buồn tắm. Nước tắm ngập đến ngang người, nhưng có rất ít bọt vậy nên đức nhìn thấy rõ cơ thể của dì tâm cơ thể của dì đẹp không tỉ vết thon gọn và như phát sáng trong nước nom cứ như một viên ngọc trai quý giá vậy đức khá bối rối anh định quay người đi thì dì tâm lại nói con đưa dì cái khăn tắm với dì vừa bị choáng không dậy nổi nữa con ạ à. dì bị choáng ạ à? hay là hôm nay dì đi bộ nhiều nên mệt đúng là có hơi mệt nhưng được đi chơi cùng con dì thấy vui và hạnh phúc lắm Dì rất muốn sau này Được con đưa đi chơi thêm nhiều lần nữa Vâng, vậy sau này con sẽ đưa dì đi ờ, ừ, cảm ơn con Được lấy khăn tắm đưa cho bà Tâm Bà Tâm liền đứng dậy Nhưng vừa bước ra khỏi bồn tắm Bà lại giả vờ loạn choạng Đức vội đỡ lấy bà Tâm Anh bế bà lên Để con giúp dì nhé Cảm ơn Đức Cứ thế, Đức bế bà Tâm vào phòng Khăn tắm còn chưa kịp quấn vào người Đức đặt bà Tâm xuống giường Nhưng bà Tâm lại vòng tay ôm cổ Đức và nói Đức, Tâm thích Đức lắm Đức khá lúng túng Anh ấp úng nói Nhưng gì là vợ của bố con Con là con của gì đấy Có sao đâu, mình không cùng huyết thống mà Bố Đức mất rồi Không lẽ lúc để Tâm cô đơn một mình tới già hay sao Nhưng mà con không thể làm chuyện có lỗi với bố con được Đức không làm gì sai cả Nói thật với Đức là bố Đức bị bệnh nặng nên suốt 10 năm qua tâm cô đơn lắm, Đức có hiểu ý của tâm được không? Con không thể, gì là gì của con, sao con có thể chứ? Tâm cô đơn suốt 10 năm rồi, động lực để tâm sống tiếp chính là Đức đấy, sao Đức nỡ lòng nào để tâm cô đơn mãi như vậy chứ? Dì còn trẻ mà, bố con mất rồi, dì có thể đi lấy chồng khác mà. Ngoài Đức ra thì tâm không cần một ai nữa cả, chỉ cần mình Đức thôi bà tâm cầm lấy tay đức cuối cùng thì anh hùng cũng không thể qua nổi ải mỹ nhân đức ơi tâm hạnh phúc lắm hôm nay là ngày mà tâm cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời đó đức cả à? gì nhưng mà đức đừng lo lắng gì cả đức không nói ra tâm không nói ra thì sẽ không có ai biết cả chuyện của hai chúng ta sẽ là một bí mật nhé phải chắc chắn là bí mật nhé nếu không đức khó nghĩ lắm rồi lỡ mà tai tiếng thì làm sao chúng ta yên ổn được tâm biết rồi nên Đức cứ yên tâm. Đức gật đầu, anh hôn lên trán bà Tâm. Đức đi tắm rồi về đây, hơn 6 giờ rồi. Thế hôm nào thì Đức lại qua đây với Tâm? Mỗi tuần Đức sẽ sang đây với Tâm hai lần nhé. Vâng ạ. À. Sau đó Đức dậy đi tắm rồi về nhà. Từ hôm đó Đức và bà Tâm vẫn cứ lén lút gặp nhau, một tuần hai lần. Lần nào tới nhà gặp mặt, Đức và Tâm cũng ngủ với nhau. Cả hai say tỉnh lắm. Ở bên bà Tâm, Đức được bà chiều tới bến, cảm giác mới lạ khiến đức lú lẫn quên mất bản thân mình là ai mối tình mẹ kế con chồng vụng trộm với nhau được một tháng thì bại lộ một người bạn của vi đã nhìn thấy đức và bà tâm nắm tay nhau tình tứ trong nhà hàng nên họ đã chụp lại và gửi ảnh cho vi vi đã có đầy đủ bằng chứng chứng tỏ đức đang ngoại tình với nhân tình của đức chính là bà tâm mẹ kế của vợ chồng cô lần trước vi đã nghi ngờ rồi nhưng cô không nghĩ đức lại qua lại với mẹ kế của mình như vậy không ngờ một người con hiếu thảo với bố như đức lại có thể làm ra chuyện như vậy lúc ông hòa còn sống đức đã rất hiếu thuận với ông làm việc gì anh cũng luôn hỏi ý kiến của bố thế mà khi bố qua đời chưa được hai tháng anh đã ngoại tình với vợ của bố anh thế mới nói trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra đặc biệt là với một người mẹ kế lặng lơ như bà tâm thì việc đó xảy ra thật cũng không quá khó hiểu vinh ngồi lặng lẽ khóc trong phòng cô xem lại những tấm ảnh tình tứ của chồng cô và mẹ kế cô lau nước mắt chua xót tự nói với chính mình thế là những linh cảm của cô đã thành sự thật một tháng trước cô đã nói ám chỉ cho chồng rồi cô nói với chồng cô là gì tâm có ý đồ và cô nhắc nhở anh để ý và tránh gì tâm một chút đi Thế nhưng lúc đó Đức đã khẳng định rõ là anh không bao giờ như vậy Rồi thì anh thề anh hứa anh đảm bảo các kiểu Nhưng cuối cùng thì chỉ một tháng sau Anh lại dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cô thế này đây Cô nuốt nước mắt vào trong lòng Đúng là cay đắng thật đấy Cô mở điện thoại ra và bình tĩnh gọi cho Đức Alo anh nghe đây Anh về chưa Anh đang sửa điện ở bên nhà Lúc chiều gì tâm gọi Em và con cứ ăn trước đi nhé Vâng, Vi tắt máy rồi cô lái xe sang nhà dì Tâm để xem chồng mình đang sửa điện hay là đang sửa người mẹ kế của mình. Đến nơi, cô đi vào trong nhà và nhìn thấy Đức đang đút đồ ăn cho dì Tâm. Thấy Vi tới, Đức và bà Tâm lúng túng. Đức vội hỏi Vi, sao em lại tới đây? Em tới thăm dì Tâm, không được hay sao? À được chứ, em ăn cơm chưa? Ngồi ăn cùng anh và dì luôn. Vâng, vậy em không ngại nữa bà tâm tuy không thích con dâu nhưng đã nói như vậy nên bà vẫn đứng dậy đi lấy bát đũa cho Phi con ăn đi con cảm ơn gì cảm ơn gì chứ chúng ta là người một nhà mà vâng dì tâm chu đáo quá mười năm qua chắc là bố con hạnh phúc lắm gì nhỉ câu nói ẩn ý của Phi khiến bà tâm cảm thấy lo lắng bất an nhưng bà tâm đã quen cái tính trơ lì rồi nên bà bình tĩnh lại như không có chuyện gì xảy ra ngay sau đó vì ngồi ăn cơm vui vẻ ngoài mặt nhưng trong lòng cô đang nổi giông bão cô nhìn người chồng của mình mà tức đến muốn bóp cổ anh ta luôn chuyện xấu hổ đến mức thế này nếu giờ cô làm ẩm lên thì cả gia đình dòng họ sẽ đều phải xấu hổ rồi mọi người sẽ nghĩ thế nào đây vì nút cơn giận vào lòng cô đã có cách giải quyết mọi chuyện êm đẹp nên cô nhẹ nhàng nói con ăn xong rồi cảm ơn gì vì bữa tối hôm nay nhé bà tâm gật đầu nói không có gì đâu thi thoảng hai vợ chồng sang đây ăn cơm với dì cho vui làm gì còn lần sau nữa hả dì sao con lại nói vậy vi nhếch mép cười rồi cô bảo với đức anh về nhà được chưa hay là anh ở lại đây với dì vậy à anh cũng về luôn đây về đi chúng ta sẽ nói chuyện ở nhà đức có linh cảm là vi đã biết được chuyện mờ ám của anh với bà tâm nên anh rất lo lắng còn bà tâm thì vui mừng lắm Bà đang mong Đức và Vi ly hôn để bà có nhiều cơ hội ở bên Đức hơn nữa, bà nghĩ thầm trong đầu. Còn vì nó đánh hơi thấy chuyện gì rồi ư? Thế thì càng tốt, hai đứa mau ly hôn đi, càng nhanh càng tốt, càng ly hôn nhanh thì mình càng có lợi mà. Vì lái xe về trước, còn Đức về sau, khi Đức về tới nhà thì Vi đã thu dọn quần áo của Đức và cho sẵn vào vali. Đức ngơ ngác hỏi Vi, "Có chuyện gì à? Vợ định đi đâu sao?" em không đi mà người đi chính là anh đấy anh hãy dọn tới nhà vợ ở cùng với dì tâm đi đức lúc này mới hiểu ra anh ngập ngừng nói vi à anh xin lỗi anh sai rồi dạo này anh cứ hay chạy đi chạy lại như thế không biết mệt hay sao anh dọn qua đó ở cùng với dì tâm luôn đi để tiện chăm sóc cho dì ấy đức lúc này mới hiểu ra vấn đề vợ anh đã biết chuyện anh ngoại tình với mẹ kế rồi anh ta vội vàng xin lỗi vi vi à anh sai rồi anh sai rồi Em tha thứ cho anh lần này được không Anh thề là không bao giờ anh phạm phải sai lầm như vậy nữa Muộn rồi đây Anh đã phạm sai lầm quá nghiêm trọng Nên chúng ta không thể tiếp tục được nữa Chúng ta phải ly hôn thôi Em sẽ nuôi con gái Vì anh không đủ tư cách để làm bố của con đâu Vậy nhá Anh đi đi Mấy hôm nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa Vợ ơi anh sai rồi Anh xin lỗi Vợ tha lỗi cho anh lần này đi Anh van xin vợ đấy Muộn quá rồi anh không còn cơ hội nữa đâu Anh mau đi đi không anh không đi anh van xin vợ vợ tha cho anh lần này đi mà anh thề sau này anh không bao giờ tái phạm nữa anh van xin vợ đấy muộn rồi anh không còn cơ hội để lại nữa đâu đi nhanh đi đức vội vàng quỳ gối anh ta ôm lấy chân vi và bật khóc nức nở lúc này anh ta mới biết là anh ta đã sai thật rồi suốt một tháng anh ta quên mất là anh ta còn gia đình vợ con anh ta nữa anh ta hối hận và không hề muốn ly hôn với vợ tuy là anh ta đã ngoại tình thật đấy nhưng trong lòng anh ta vẫn không có ai có thể thay thế vợ con anh ta được vợ ơi anh sai rồi là dì tâm gài bẫy anh đúng chính là như thế bà ta cố tình gài bẫy anh bà ta ép buộc anh đấy anh nói bà tâm gài bẫy anh gài bẫy thế nào đức liền kể cho vợ anh ta nghe anh ta cố tình thêm bớt tình tiết để bao biện cho mình hôm đó anh tới nhà dì tâm dì ấy đang tắm thì bị choáng sửa ngất sau đó dì gọi anh vào giúp dì ấy, xong rồi anh mới đưa dì về phòng. nhưng mà sau đó dì cứ ôm chặt lấy anh, bảo là thích anh, năn nỉ anh ở bên dì ấy. anh đã từ chối rồi. sau lần đó dì ấy lại bỏ thuốc kích dục và cà phê cho anh uống, rồi lại tiếp tục gạ gẫm anh. bởi vì anh lỡ uống thuốc nên anh mới bị gài đấy vợ. anh bị dì ấy ép buộc, cho anh không vui vẻ gì đâu. anh thề đấy. Những lời bịa đặt của Đức khiến cho Vi có chút động lòng Bởi vì cô cũng đã từng thấy mấy lần Bà Tâm cố tình ngã vào lòng của Đức Ngay cả khi có cô ở đó Tính bà Tâm lẳng lơ Thì cô cũng biết lâu rồi Nên cô tin là bà Tâm răng bẫy Đức là thật Nhưng chuyện thuốc kích dục thì hoàn toàn là bịa đặt Nhưng tạm thời Thì Vi đã tin và quyết định cho Đức một cơ hội cuối cùng Thôi được rồi Em sẽ cho anh ở lại Nhưng em sẽ sang phòng con gái ngủ anh về vòng và tự suy nghĩ lại những việc làm sai trái của mình đi sau này anh phải làm thế nào thì bạn thân anh biết em cho anh một tháng để giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp nếu sau một tháng em vẫn đã thấy anh qua lại với dì tâm thì chúng ta gặp nhau ở tòa anh hiểu chưa ừ anh hiểu rồi anh sẽ chấm dứt chuyện này ngay anh không bao giờ tái phạm sai lầm này một lần nào nữa đâu anh thề đấy được rồi trong một tháng tới mình sẽ sống ly thân để nhìn lại cuộc hôn nhân của chúng ta anh cũng đừng nói thêm gì nữa nhé. Anh nhớ rồi, nhất định anh sẽ không làm vợ thất vọng đâu. Sau khi Đức nhận ra sai lầm của mình thì anh muốn chấm dứt với bà Tâm. Thứ nhất là anh vẫn còn rất yêu vợ thương con và con gái của mình nên anh không muốn ly hôn. Thứ hai là anh tự cảm thấy áy náy và say dứt với người bố đã mất của mình nên anh quyết định sẽ dừng lại và không bao giờ dây dưa dính dáng tới gì châm nữa. Mấy ngày sau đó bà Tâm gọi điện cho Đức mà Đức không nghe máy. Bà Tâm nhắn tin, Đức cũng không trả lời. Bà cay cú lắm, liền quay ra ghen ngược với con dâu. Không gọi được Đức tới nhà, thì bà sẽ tới nhà của Đức. Bà Tâm tới tận nhà tìm Đức, nhưng Đức chưa đi làm về, vì chỉ có Phi ở nhà, bà thản nhiên đi vào nhà và hỏi. Đức không có ở nhà hả Vi? Vi chẹp miệng nói, tìm chồng con có chuyện gì thế? Nhớ thì tìm tới thôi. Thì chơi chẽn quá rồi đấy gì ạ? À? dì cặp với con trai của chồng mình mà dì không thấy xấu hổ sao sao tôi lại phải xấu hổ chứ vì tôi yêu đức mà mẹ kế mà lại yêu con của chồng nghe có thấy vô lý ngược đời không dì không sợ bị người đời chửi rủa à ai muốn chửi thì cứ chửi thôi vì giận lắm cô cố giữ bình tĩnh để không đấm cho bà tâm một phát cô nghiến răng nói dì dừng lại đi đức đã biết sai và quay đầu rồi dì cũng quay đầu đi trước khi mọi chuyện đi quá xa hơn nữa Bây giờ mọi người chưa biết chuyện thì còn cứu vãn được, chứ đến khi mọi người biết hết rồi thì khó có thể quay lại được nữa đấy. Dì không nghĩ tới hậu quả của hành động mình làm hay sao?" Bà Tâm bật cười và nói. "Không kịp nữa rồi Vi ạ, à. tất quả đã quá muộn rồi, tôi và Đức không thể quay đầu lại được nữa." "Dì nói vậy là có ý gì? Tôi có thai với Đức rồi, cô mau ly hôn đi, để Đức nó còn có trách nhiệm với tôi và con." Câu nói của bà Tâm khiến Vi choáng váng cô khuỵnh khối hai tay run run dì vừa nói cái gì dì mang thai tôi đang mang thai vậy nên tôi không thể dừng lại được nữa đâu cô hãy ly hôn với đức đi để anh ấy còn lo cho tôi và con nữa vi choáng váng mắt cô tối sầm lại thế rồi cô bất tỉnh luôn tới khi vi mở mắt ra thì cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện bên cạnh là mẹ của cô mẹ vi con tỉnh rồi con thấy trong người thế nào con con ổn mẹ đức đâu rồi mẹ thằng đức nó đưa dì tâm về rồi Vì lặng lẽ rơi nước mắt dì tâm có thai đồng nghĩa với việc cô và đức không thể tiếp tục được nữa mẹ ơi chắc là con phải ly hôn thôi con không thể tiếp tục được nữa con xin lỗi vì đã để mẹ phải lo lắng cho con vì chuyện của thằng đức với dì tâm nó hay sao sao mẹ biết khi nãy mẹ thấy thằng đức và dì tâm của nó ôm nhau ở ngoài hành lang đấy dì tâm còn khóc lóc gì đó nên mẹ cũng phần nào đoán được thôi con ạ à. Nếu thằng Đức không tốt với con thì con ly hôn luôn đi. Đời người chỉ sống có một lần thôi, nếu không hạnh phúc thì hãy bỏ đi con ạ. À. Dạ vâng. Bây giờ những chuyện thế này nhiều lắm, nên con đừng quá bận lòng, để mẹ đón con cún về bên nhà một thời gian. Khi nào con lo xong chuyện của con rồi thì con lại đón con cún về nhé. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ nhiều. Đức đưa bà Tâm về nhà, anh muốn chấm dứt với bà Tâm, nhưng bây giờ bà Tâm lại đang mang thai con của anh anh đang thấy rất khó xử anh muốn bà tâm đi bỏ cái thai nhưng bà nhất quyết không chịu bà tâm còn dọa nếu được bỏ bà ta thì bà ta sẽ cho tất cả mọi người biết là bà đang mang thai để mọi người trong bệnh viện đều biết hết đã là giám đốc bệnh viện lớn mà lại còn qua lại với mẹ kế của mình thì anh còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa cơ chứ vì sợ tai tiếng nên đức đành phải lép vế trước bà tâm một mặt anh ta muốn bịt miệng bà một mặt Đức không muốn ly hôn với vợ. Anh muốn kéo dài thời gian để tìm được hướng giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa đôi bên. Thời gian này, tâm trạng của Vi không được tốt, nên cô quyết định đưa con gái nhỏ về bên nhà mẹ để mẹ cô chăm sóc hộ. Còn cô ở nhà lo chuyện ly hôn với Đức. Vừa thấy Đức về, Vi đưa Đức tờ đơn ly hôn và nói Anh đọc rồi ký tên đi. Đức không muốn ly hôn, nên anh ta cứ năn nỉ van xin Vi. Vợ à, vợ tha thứ cho anh đi mà anh van xin vợ đấy anh không thể sống thiếu vợ và con được đâu chúng ta không còn cơ hội được nữa rồi bà tâm đã có thai với anh rồi đấy chúng ta chấm dứt được rồi anh ký tên đi chúng ta ly hôn đó là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai chúng ta anh xin vợ đấy vợ chờ anh thêm một thời gian nữa anh chắc chắn sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa trước tôi cho anh một tháng để giải quyết thế mà có kết quả bất ngờ luôn bà tâm có thai với anh rồi Lần này tôi cho anh thêm một cơ hội nữa Thì để bà Tâm đẻ con luôn à Hay là anh còn muốn thế nào nữa Đức vẫn cứ tìm cách chỉ hoãn Việc ly hôn với Phi Anh đang tìm cách dụ bà Tâm đi phá thai Nhưng bà Tâm giờ đã 40 tuổi rồi Đã là cáo già thành tinh rồi Bà có phải là gái mới lớn nữa đâu Mà Đức có thể dụ dỗ bà Bỏ thai đi cơ chứ Bà Tâm gọi cho Đức Bà bảo Đức mua đồ mang tới nhà cho bà ăn nhưng đức không tới bà bực lắm bà biết đức đang cố tình tránh mặt không gặp bà nên bà thu dọn quần áo và đi tới nhà đức và phi ở luôn đức cất quần áo cho tâm đi gì sao gì lại tới đây tâm đang mang thai lại ở nhà một mình thấy không ổn nên tâm dọn tới đây ở luôn đức không lo lắng cho tâm thì cũng phải lo lắng cho con chứ gì điên rồi vì đang ở đây sao gì có thể dọn tới đây được chứ sao không được không lẽ vi lại ra tay với một người phụ nữ đang mang thai sao vi là người có học thức nó sẽ không bao giờ làm vậy đâu thế nên là đức không cần phải lo vi ở trong phòng đi ra và hỏi có chuyện gì mà ầm ĩ thế vi à dì dọn tới đây ở nhé dì đang mang thai ở một mình không ổn lắm cái gì dì tới đây ở sao đúng thế vi cũng đã xác định là ly hôn bởi vì cô biết rằng cô và đức không thể cứu vãn được nữa vì thế nên bây giờ cô không quan tâm tới đức nữa kể cả bà tâm cô cũng chẳng quan tâm hai người họ muốn làm gì thì làm miễn không ảnh hưởng tới cô là được rồi vậy nên cô gật đầu rồi nói dì muốn ở đây thì cứ ở thôi chỉ cần gì không xía vào việc của tôi là được trong thời gian tôi và đức chờ tòa gọi thì dì có ở đây cũng được được chứ dì không động chạm gì tới vi đâu thế dì mang quần áo vào phòng nhé vi thở dài rồi cô đi ra ngoài luôn bởi vì vi lái xe đi làm mà không nhìn đèn đỏ nên cô va phải một người đàn ông đi xe máy ở trên đường, khiến anh ta ngã văng ra khỏi xe mình. Vì hoảng quá, cô xuống xe phải chạy qua, đỡ người đó dậy. Anh ơi, anh có sao không ạ? À? Chân tôi đau quá. Nhìn thấy chân người đàn ông chảy be bé bét máu, cô sợ quá, vừa khóc nức nở vừa nói. Tôi xin lỗi anh, để tôi đưa anh đi viện nhé. Người đàn ông đó rủ chân đau, nhưng khi thấy Vi khóc, thì anh ta vội nói. Tôi không sao đâu, vết thương nhỏ xíu thôi mà Cô đừng khóc nữa Tôi xin lỗi Giờ tôi đưa anh tới bệnh viện nhé Không cần đâu Tôi tự xử lý được Vậy tôi đền tiền cho anh Anh cầm tiền mua thuốc nhé Vi cuống lên tìm phí tiền Nhưng hình như hôm nay Cô quên phí ở nhà rồi thì phải Thế là cô đứng gãi đầu gãi tai Chị có thể cười trừ Người đàn ông đó liền nói Cô đưa điện thoại của cô đây Người đàn ông đó cầm lấy điện thoại của Vi Anh ta bấm số rồi nháy máy sau đó anh ta đưa điện thoại cho Vi và nói, "Tôi không sao đâu, cô không cần lo, tôi sẽ gọi điện cho cô để lấy tiền bồi thường sau. Giờ tôi đi trước nhé." "Vâng, lần sau tôi sẽ mang tiền bồi thường cho anh, anh nhớ gọi cho tôi đấy nhé." "Tôi biết rồi." Người đàn ông đó nhìn Vi mỉm cười rồi anh lái xe đi. Vi lên xe, cô tự trách mình bất cẩn, may là không xảy ra tai nạn gì nghiêm trọng, nếu không thì cô gặp rắc rối to rồi một người đàn ông lái xe mô tô chạy thẳng vào công ty của mình. Anh ta tên là Đăng Tú, là tổng giám đốc của một công ty lớn. Đăng Tú rất thành công và lọt vào tháp những người đàn ông giàu nhất khi chỉ mới 38 tuổi. Ngoài việc kinh doanh thì Đăng Tú còn có đam mê xe. Anh có đủ bộ sưu tập các loại siêu xe, từ xe 4 bánh cho tới xe 2 bánh. Anh thích đi vượt cùng các bạn khắp mọi nơi. Mặc dù đã 38 tuổi nhưng Đăng Tú chưa có bạn gái. Xung quanh anh có rất nhiều cô gái đẹp Muốn được hẹn hò với anh Nhưng thật sự anh chưa thấy rung động trước một cô gái nào cả Bạn bè anh từng trêu anh là người có trái tim sắt đá Không biết tình yêu là thế nào Thế nhưng đang tú không mấy bận tâm tới những chuyện đó anh vẫn luôn tôn thờ cuộc sống độc thân của mình. Vừa thấy Đăng Tú đi tập tĩnh vào phòng làm việc, trợ lý của anh vội hỏi. Sếp, chân sếp bị sao thế ạ? À? à, lỗi kỹ thuật chút thôi sếp bị ngã xe à sếp sao sếp không bảo lái xe tới đón mà sếp lại tự lái thế em thấy không ổn đâu ạ à? cậu à, coi thường tay lái của tôi như vậy sao em không dám nhưng mà em thấy không ổn thật như hôm nay sếp bị ngã đấy thôi thật ra hôm nay tôi bị người ta va phải may là tôi không bị thương nặng mà chỉ bị đau chân chút thôi đấy như này thì mai kia là khỏi thôi mà người ta va phải sếp ư thế sếp giải quyết thế nào rồi tôi không làm khó người ta đâu vì tôi cũng không bị thương gì nghiêm trọng Vâng, vậy bây giờ chúng ta đi gặp đối tác thôi nhỉ Mà chân của sếp thế này Hay là để em bảo người ta mang xe lăn tới nhé Cái thằng này, cậu nói đều tôi đấy à Thì chân của sếp như vậy Sao mà đi được Hay để em mua cho sếp cái gậy để sếp chống nhé Tôi sẽ dùng cái gậy đó đập vào đầu cậu đấy Khôi ạ à. Thôi, em không đùa sếp nữa Thế sếp tự đi được không Hay để em cõng sếp Tôi vẫn đi được Cậu không cần phải chọc tức tôi như vậy đâu Em lo cho sếp tôi mà Mà này, có bao giờ cậu đi trên đường người ta vô tình va phải rồi người ta cứ khóc lóc xin lỗi cậu chưa cái kiểu khóc nhìn rất tội nghiệp ấy có nhưng người ta đâm vào em xong người ta bỏ chạy mất luôn chưa người ta không ở lại khóc lóc đâu người ta có ngu đâu sếp đăng tú mỉm cười và nói có người vẫn ngu như vậy đấy thôi chúng ta đi đi không muộn vâng sếp bà tâm chơi trẽn tới mức bà dọn thẳng tới nhà của đức và vi ở luôn dạo này vi và đức đang ly thân chỉ chờ đến ngày ra tòa nên vì không mấy quan tâm tới Đức và người mẹ kế, vô liêm sỉ của anh ta nữa, cô gửi con về nhà ngoại, còn cô ban ngày thì đi làm, tối về cô ở yên trong phòng, mặc kệ Đức và bà Tâm muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng có động chạm tới cuộc sống riêng tư của cô là được rồi. Bà Tâm vừa mới chuyển tới đây, nhưng bà đã tự coi mình là chủ của ngôi nhà này rồi, bà vẫn tìm cách lấy lòng Đức bằng cách tự đi chợ nấu cơm cho Đức ăn mỗi ngày, vì cũng không bận tâm lắm bởi vì cô ăn uống ở bên nhà ngoài buổi tối cô chỉ về nhà để ngủ thôi rồi sáng cô lại đi làm sớm vì cầm bàng quan thì bà tâm lại càng làm lố bà càng muốn kiểm soát đức thì đức lại càng muốn tránh xa bà bà tâm càng cố lấy lòng đức thì anh lại càng chán ghét bà đức muốn hàn gắn với vi nhưng vi rõ ràng là không đồng ý đức chán nản anh không muốn ở bên bà tâm nhưng bây giờ bà tâm lại đang mang thai đứa con của anh anh muốn bỏ bà Tâm bây giờ cũng khó Thế nên gần đây Đức thường chán đời Anh ta bắt đầu tìm đến rượu Hết giờ làm Anh thường đi uống rượu Mãi tới 9-10 giờ đêm Anh mới về nhà Lần nào về nhà Đức cũng trong bộ dạng say khướt Nói năng thì lẻ nhẹ Anh ta còn nôn ra nhà nữa Mà người dọn dẹp và chăm sóc cho anh ta những lúc thế này Không ai khác chính là bà Tâm Vừa thấy Đức bước chân lảo đảo Người nồng nặc mùi rượu là bà Tâm đã gắt ẩm lên Trời ơi Sao anh uống nhiều như vậy chứ Vì đâu rồi Vừa về tới nhà là đã hỏi cô ta ngay rồi Vì đâu Cô ta sang nhà ngoại rồi Anh và cô ta sắp ly hôn rồi đấy Anh còn hỏi cô ta làm cái gì chứ Đức đang say rượu Anh ta lè nhẹ lên giọng trách móc bà Tâm Tôi với vợ tôi ra nông nỗi này Tất cả là tại gì đấy Tại gì đấy Tôi hận gì Đức hận Tâm thì Đức cứ việc hận đi nhưng tâm nói cho đức biết là tâm đang mang thai đứa con của đức đấy nên đức phải có trách nhiệm với tâm dì nghĩ tôi sẽ cưới gì sao không bao giờ có chuyện đó đâu dì đừng có ảo tưởng nữa tôi sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé nhưng mà tôi sẽ không chịu trách nhiệm với dì đâu và từ bây giờ tới khi nào chết đi tôi thề sẽ không bao giờ động vào người của dì nữa bà tâm tức quá liền giơ tay tắt thẳng vào mặt của đức đức cũng dám đối xử với tâm như vậy sao thế thì tâm cũng nói thẳng cho đức biết nếu Đức không chịu trách nhiệm với Tâm Đức không lấy Tâm thì cả đời này Tâm cũng không cho Đức lấy ai khác đâu Kể cả vì vợ cũ của Đức Cũng không được phép ở bên cạnh Đức Bất kể là ai Cũng không được phép Đức cứ chờ mà xem Đức phải ở bên cạnh Tâm cả cuộc đời này Đức không thoát khỏi tay Tâm đâu Dì ép buộc tôi như vậy Thì dì sẽ không bao giờ Có được hạnh phúc đâu Đã tới nước này rồi Thì Tâm không cần hạnh phúc nữa Tâm chỉ cần Đức thôi Dì điên rồi hết thuốc chữa đúng vậy tâm phát điên vì đức đấy tâm yêu đức nên cuộc đời của tâm mới khổ vậy đấy tâm khốn nạn cũng là vì đức tâm làm nhiều việc sai trái cũng là vì đức đấy đức say quá anh ta nằm ra giường mà ngủ luôn bà tâm tức lắm bà thừa hiểu đức không yêu bà đức chỉ ở đây là vì bà đang mang thai nhưng bà sẽ không để cho đức yên bà sẽ phá tới cùng càng ở gần nhau lâu thì bà tâm và đức lại càng cắn quẩn nhau nhiều hơn bà tâm bộc lộ bản chất hoạn thư của mình mặc dù đức và bà tâm chưa có một danh phận gì với nhau cả vi và đức thì bởi có vấn đề liên quan tới tài sản chung của hai người nên việc ly hôn bị chậm lại so với dự định của vi đức vì không muốn ly hôn với vi nên anh ta cứ tìm cách trì hoãn mặc dù biết anh ta và vi đã không còn hy vọng cứu vãn nhưng đức vẫn luôn hy vọng rằng sẽ đổi ý nhưng vi sẽ không bao giờ đổi ý bởi vì cô đã quá chán đức rồi hơn nữa bà tâm còn đang mang thai đứa con với đức nên phi lại càng không nghĩ sẽ cho đức một cơ hội cô và đức nên chấm dứt càng sớm càng tốt đức vẫn trong trạng thái chán đời anh ta tiếp tục chìm đắm vào trong men rượu anh ta chán nản vợ anh ta thì muốn bỏ anh ta còn bà mẹ kế đáng ghét thì cứ bám chặt lấy anh rồi hàng ngày cứ lại nhảy bên tai những câu khó nghe chết đi được thế rồi trong một lần Đức đi uống rượu Anh ta đã lỡ phải lòng một cô gái trẻ măng Cô ta tên là Giang Mới chỉ 20 tuổi Hiện đang là sinh viên Giang là một dân chơi chính hiệu Cô sống rất thực tế và rất mê tiền Chỉ sau vài lần gặp gỡ Giang đã ngỏ lời yêu với Đức Cô muốn làm người tình của Đức Nhưng Đức lại nói với cô Em gái à Em còn nhỏ lắm Về nhà mà lo học bài đi Tránh xa anh ra Anh hơn em tới tận hai chục tuổi đấy Giang trả lời mà mặt tỉnh bơ Ít tuổi thì sao Miễn em thích là được Chỉ cần anh có tiền em có tình thôi Chứ em không quan tâm tới những vấn đề khác đâu Ngu sốt Anh được lắm Anh là người đầu tiên chửi em ngu dốt đấy Nhưng em thích anh Nên em sẽ không so đo với anh Em đâu biết gì về anh mà nói thích anh Sao em lại không biết Anh Đặng Minh Đức 40 tuổi Giám đốc bệnh viện ca Đang ly thân và chờ phiên tòa ly hôn với vợ là Phạm Hà Phi 36 tuổi, hai người đang có một bé gái 3 tuổi chứ gì. Đức ngạc nhiên khi nghe Giang nói rõ ràng về gia đình mình như vậy. Sao em biết rõ về anh quá vậy, nhưng mà vẫn còn thiếu đứa em gái à? Thiếu việc mẹ kế của anh à? Em biết cả chuyện của anh và bà Tâm sao? Vâng, em biết hết mà, vấn đề là em có nói ra hay không thôi. Đã vậy thì Đức cũng không ngại ngần gì nữa, anh kể hết mọi chuyện cho Giang nghe, mục đích là để Giang chán ghét anh ta. Anh là một thằng khốn nạn như vậy đấy Vì anh ngủ với mẹ kế nên mới khiến cuộc hôn nhân của mình tan vỡ Anh khốn nạn như vậy đấy Em biết rồi Em phải tránh xa anh ra Em không sợ à Giang ôm Đức và nói bằng giọng cảm thông sâu sắc Em biết anh cũng là nạn nhân của bà mẹ kế thôi Nếu anh làm bạn trai của em Anh chu cấp cho em mua nhà mua xe Thì em sẽ giúp anh trừng trị bà mẹ kế kia của anh Em nói cái gì cơ Em nói lại nhá nếu anh mua nhà mua xe cho em và là bạn trai của em Nuôi em ăn học thì em sẽ giúp anh trừng trị ba mẹ kế của anh Đức suy nghĩ một hồi rồi anh gật đầu đồng ý Bởi vì thời gian gần đây anh đã quá mệt mỏi với bà Tâm Bà ấy ngày càng quá đáng và kiểm soát anh quá đà Không những vậy bà Tâm còn khiến vợ của anh rời bỏ anh Nên Đức cũng muốn cho bà Tâm một bài học Ngay sau đó Đức lập tức mua nhà mua xe cho Giang Đối với người giàu có như anh thì việc bỏ ra vài tỷ là chuyện bình thường, không cần phải suy nghĩ nhiều. Vậy là Giang đã chính thức trở thành bồ mới của Đức. Bà Tâm đã trơ trẽn lì lợm, nhưng Giang còn trơ trẽn lì lợm hơn. Và Giang chính là một đối thủ nặng ký của bà Tâm. Đăng Tú đang ngồi làm việc, thì anh trợ lý hỏi, Sếp, chân sếp chưa khỏi ạ? À? Chân tôi khỏi rồi, vết thương nhìn nhỏ xíu như vậy mà cũng đau mất nửa tháng, lâu hơn tôi nghĩ luôn đó. Vâng, sếp cứ coi thường vết thương nhỏ như vậy là không được đâu à cậu hỏi tôi mới nhớ tôi có lấy số điện thoại của người đó mà quên không gọi để đòi bồi thường xếp đòi bồi thường thật á ừ đòi chứ cậu không thấy tôi phải đi chấm phẩy suốt nửa tháng đấy à à vâng xếp nên đòi đi ạ à. nửa tháng qua xếp vất vả rồi mà sau đó Đăng Tú đi ra ngoài hành lang bấm điện thoại gọi luôn cho Vi alo ai đấy ạ à? là tôi đây tôi gọi để nhận bồi thường à vâng ạ à. sao bây giờ anh mới gọi cho tôi vậy tôi chờ điện thoại của anh mãi đấy anh gửi số tài khoản ngân hàng cho tôi, rồi tôi gửi số tiền để tôi chuyển cho anh nhé. Tôi không nhận tiền có được không? Thế anh thích nhận gì ạ? À? Chúng ta gặp nhau đi, rồi tôi sẽ nói. Vâng, vậy anh nhắn địa chỉ đi để tôi qua gặp anh nhé. Được, tôi nhắn luôn đây. Đăng tú tắt máy. Anh gãy đầu mặt ngây ngô suy nghĩ. Sao cô gái này dễ tính quá vậy nhỉ? Cô ấy không sợ mình đòi bồi thường những thứ quá đáng hay sao? Mà mình muốn nhận cái gì bây giờ đây? tiền thì mình không thiếu, xe thì mình cũng thừa, vậy mình yêu cầu cô ấy bồi thường gì thì được đây nhỉ? Đăng tú nhắn địa chỉ quán cà phê cho Vi. Anh hẹn Vi ra quán cà phê gặp mặt, nhưng anh cũng chưa nghĩ ra là mình thích thứ gì cả. Anh nghĩ trong đầu rằng, cứ gặp mặt đã rồi tính sau. đến giờ tan làm, Vi lái xe tới thẳng quán cà phê để gặp người đàn ông mà lần trước cô va phải. Dạ chào anh ạ, chào cô, mời cô ngồi. Vâng, chúng ta làm quen một chút nhé. Tôi là Đăng Tú, 38 tuổi Còn cô? Tôi là Hà Vi, 36 tuổi ạ Rất vui được biết cô Vi Cô Vi đang làm công việc gì nhỉ? Tôi là giáo viên Còn anh làm bên lĩnh vực nào thế? Tôi làm bên bất động sản Vâng, thế chân của anh khỏi chưa ạ? Chân tôi khỏi rồi, cô yên tâm nhé Vậy thì tốt quá rồi Hôm đó về xong tôi cứ lo mãi Tôi chờ anh gọi mà mãi không thấy anh gọi cho tôi gì cả À, lúc đó tôi đang bận dự án ở miền trong Tôi cũng vừa mới về đây thôi. Tôi xin lỗi vì để cô phải chờ lâu. Không sao ạ. À? Thế không biết anh đang thích gì để tôi mua gửi anh. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi không cần tiền đâu. Anh không cần tiền đúng không? Vậy tôi mời anh đi ăn nhé. Được đấy. Thế thì bao giờ cô mời tôi? Ngay bây giờ, bây giờ cũng hơn 5 giờ chiều rồi. Mình đi ăn tối luôn. Hợp lý đó ạ. À? Ok, vậy đi ăn. Vâng, mời anh ạ. À. Vì đưa Đăng Tú đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, hai người còn cùng uống thêm một chút rượu. Hai người nói chuyện khá tân thiết, chỉ một lúc thôi mà đã như hai người bạn thân. Đăng Tú mới hỏi Vi: Cô Vi có gia đình chưa? Tôi có rồi, nhưng chúng tôi đang ly thân và chờ ngày ra tòa thôi. Sao lại vậy chứ? Vì chồng tôi phản bội tôi, anh ấy đã ngoại tình. Hai người không thể cứu vãn sao? Cứu vãn sao được à? Bởi vì chồng tôi ngoại tình với mẹ kế của anh ta. Và bà ấy cũng đang mang thai với chồng của tôi rồi Nếu mà đúng như lời cô nói Thì chồng cô quá tệ Gì chứ ngoại tình với cả mẹ kế thì không thể chấp nhận được Nhưng không phải do lỗi anh ấy hoàn toàn Nói thật thì bà mẹ kế của tôi mới 40 tuổi Bà ấy rất đẹp và cực kỳ quyến rũ Nếu anh mà nhìn thấy thì anh cũng sẽ siêu lòng thôi Cô làm như gu của tôi mặn lắm không bằng vậy Ai mà biết được đàn ông các anh chứ Cô đừng buồn nữa Sau này nhất định sẽ có người tốt hơn đến với cô mà Không đâu Tôi quyết định sau khi ly hôn, tôi sẽ sống một mình. Tôi sẽ không quen thêm ai nữa đâu. Đàn ông là những niềm đau, tôi không muốn đau khổ nữa đâu. Thật ra có nhiều người đàn ông tốt, chỉ là cô chưa gặp đúng người mà thôi. Có lẽ vậy à. Nào, cạn ly, cạn ly chúc mừng cho tình bạn mới của chúng ta. Cảm ơn anh nhé, vì đã đồng ý làm bạn với một người cô đơn như tôi. Vậy chúc cho tình bạn của hai người cô đơn chúng ta mãi mãi vui vẻ. Vì đi ăn với Đăng Tú tới khoảng 8 giờ tối. Thì cô tạm biệt anh để đi về, hai người còn hẹn nhau sẽ lại đi ăn cùng nhau vào một ngày gần nhất. Sau buổi gặp gỡ này, cả hai người đều rất vui và thoải mái. Đăng Tú thấy Vi uống hơi nhiều, anh không yên tâm nên đã lái xe đi theo xe của Vi, tới tận khi cô về tới nhà an toàn anh mới quay về. Vi vào nhà thì thấy hôm nay có khách lạ, cô thở dài và nghĩ, chắc là tên Đức lại dẫn bạn về chơi đây mà. Vi đi vào phòng khách, cô thấy bà tâm ngồi một bên còn đức và một cô gái trẻ ăn mặc sành điệu trẻ trung ngồi một bên vì vốn không quan tâm tới đức và bà tâm nữa nên cô cũng không chào hỏi và quay lưng đi vào phòng luôn nhưng hôm nay tự nhiên bà tâm gọi cô lại vi ơi vi có chuyện gì cô mau lại đây ngồi đi có chuyện lớn rồi chuyện lớn là chuyện gì mới được chứ cô cứ lại ngồi đi đã vi thở dài rồi quay lại ngồi xuống chiếc ghế đơn trống có chuyện gì thì bà nói luôn đi Cô mở to mắt ra mà nhìn Thằng Đức nó dẫn tình nhân về kia kìa Còn danh chơi chẽn Cướp chồng người khác đang ngồi lù lù kia kìa Vì lúc này mới nhìn cô gái trẻ bên cạnh Đức Cô ta cũng nhanh miệng chào hỏi Em chào chị Vi Em tên là Giang Vi nhếch mép Giờ còn chuyện gì nữa đây Bà tâm tức lồng lộ lên và nói Con danh đó Nó đang cướp chồng của cô đó Vi Còn ranh chơi chẽn Còn dám phát mặt tới tận đây nữa chứ Đồ chơi chẽn, đồ thế nhưng vi lại rất bình thản cô không hề khó chịu hay tức giận gì cả bởi vì chồng của cô vốn dĩ đã bị bà tâm cướp đi từ lâu rồi mà bây giờ cô làm gì có chồng nữa đâu bà tâm thì ghen tức lồng lộ lên còn vi thì lại rất bình thản cô vừa uống trà vừa ngồi xem hai con trà xanh hằn học quyết chiến với nhau vi ngồi ngoài cổ vũ cho cuộc chiến thêm rực rỡ máu lửa đây đúng là chuyện vui gấp đôi rồi nhỉ tôi có nên chúc mừng mọi người không đây đức vẫn im lặng không nói gì bà tâm thức lồng lộn như muốn phát điên lên bà hỏi đức đức anh nói đi con danh đó là ai mà anh dẫn nó về đây với mục đích gì hả đức im lặng không nói gì và giang đã nói thay cho anh ta tôi nói hộ anh ấy luôn nhé tôi là giang và là bạn gái của anh đức hôm nay anh ấy đưa tôi về đây để ra mắt mọi người đặc biệt là ra mắt bà mẹ kế đây con danh mày cướp chồng người khác như thế mà mày không sợ bị quả báo à giang bình tĩnh đáp trả lại bà tâm theo bà cướp chồng người khác thì bà có sợ bị quả báo không còn chó mày nói cái gì mày dám tôi nói bà đấy chó chơi mèo lắm long tôi nói luôn cho bà biết nhé là tôi còn thẳng thắn rõ ràng hơn bà nhiều lắm đấy bà dùng thủ đoạn để lừa gạt anh đức từ đầu như thế bà nghĩ bà sẽ thành công sao bà tâm gặp đúng phải đối thủ ngang sức ngang tài tức muốn tăng sông lên bà ta gào lên ẩm ĩ con này mày dám nói tao như vậy à tao giết mày Bà lao vào đánh Giang Nhưng Đức đã ngăn lại Đủ rồi, dì đừng có làm loạn nữa Đồ khốn, anh dám làm vậy với tôi Đồ khốn kiếp Giang cũng không vừa Cô ta cầm cốc nước hất thẳng vào mặt bà Tâm Đôi chửi mắng bà Bà chửi người khác mà không nghĩ đến bản thân của bà ơi. Bà là mẹ kế Thế mà bà lại đi dụ dỗ con chồng Bà khiến con trai và con dâu phải ly hôn Rồi bà lại còn mang thai với con chồng nữa Bà không thấy nhục nhã hay sao Mà bà vẫn còn ra mồm thế còn chó tao giết mày bà tâm và giang lao vào cấu xé nhau hai con người hăng máu lao vào nhau mà chiến đấu đến ẩm nhà ẩm cửa vi vẫn ngồi uống trà bình thản như thể lúc này không có chuyện gì xảy ra cả đức không quan tâm tới bà tâm và giang đang cào cấu nhau mà anh ta lại thắc mắc tại sao vi về muộn vi em đi đâu mà về muộn thế tôi đi gặp bạn của tôi em uống rượu phải không tôi có uống một chút sao em lại uống rượu chứ em còn lái xe nữa mà lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao anh không cần lo chuyện của tôi việc anh cần lo bây giờ là giải quyết hai người đang cào cấu nhau kia kìa anh bận tâm tới tôi làm cái gì chứ đức thấy khó chịu khi biết vi đi chơi cùng bạn lại còn uống rượu nữa anh ta ghen khi biết vi có bạn mới còn ở bên kia mẹ kế và nhân tình mới đang cào cấu nhau ẩm nhà ẩm cửa thì anh ta lại chẳng quan tâm chút nào vì thấy giang túm tóc rồi đánh bà tâm cô mới bảo đức anh không can ngăn hai người họ đi bà tâm đang mang thai đấy đức thở dài anh chỉ nói qua qua hai người không đánh nhau nữa đủ rồi đấy vì thế thất vọng vô cùng giờ đây cô thấy đức là người đàn ông vô trách nhiệm nhất mà cô từng biết trên đời anh ta thậm chí còn mặc kệ không mảy may lo lắng cho đứa bé trong bụng bà tâm một chút nào nếu không may bà tâm bị giang xô ngã thì phải làm sao thế mà thái độ của đức lại dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra thấy thái độ hời hợt của đức khiến vi thất vọng vô cùng cô chẹp miệng tôi ly hôn với một thằng tồi như anh là đúng đắn tôi không hề hối hận về quyết định của mình anh là thằng đàn ông tồi tệ nhất mà tôi từng gặp đấy đức à? sau đó vi lao tới đám hỗn độn bên kia cô túm tóc giang và giật mạnh về phía sau khiến cô ta ngã nhào một phát mạnh xuống đất vi đạp thẳng vào mặt cô ta và trừng mắt nói mày chửi người khác không ra gì thế mà mày lại ra tay đánh một người đang mang thai Mày cũng chẳng tốt đẹp gì đâu Giang à. Tao cho mày một phút để mày cút khỏi nhà tao. Nếu không tao sẽ ném mày ra khỏi nhà tao theo đường cửa sổ đấy." Giang nhìn ánh mắt giận dữ của Vi, rồi cô ta cũng phải sợ. Cô ta chưa kịp nói câu gì thì Vi đã đạp cho cô ta một phát vào mồm, khiến mồm cô ta chảy máu tung tóe. Giang hoảng quá, vội bỏ dậy rồi chạy thẳng ra khỏi nhà Vi. Bà Tâm lúc này mới càng được đà, chửi với theo Giang. "Con ranh con, có giỏi thì mày đứng lại đi, mày sợ à? Đứng lại tao xem." Vi chừng mắt nhìn Đức và bà Tâm Cả hai người nữa Cút ra khỏi nhà tôi ngay Cút hay là hai người muốn được ăn một đạp vỡ mồm giống cô ta Ờ Nhưng mà đây là nhà chung của chúng ta mà Cút đi Tôi sẽ trả cho anh số tiền nhà chung sau Còn bây giờ thì anh đưa bà ta cút ra khỏi nhà tôi ngay Ánh mắt của Vi giận dữ Trông cô lúc này rất đáng sợ Ánh mắt cô đặt vào bà Tâm Khiến bà không dám nói gì thêm nữa Hai người họ lật đật vào Thu dọn quần áo rồi đi luôn vì đã đuổi Đức và bà Tâm ra khỏi căn nhà, là nhà chung của cô và Đức. Thế nên cô sẽ gom tiền và trả lại một nửa số tiền nhà lại cho Đức. Đáng lẽ cô đã không làm căng tới mức đó, nhưng lần này Đức thật sự khiến cô thất vọng. Nên cô không muốn nhìn thấy cái bản mặt của Đức nữa. Cô nghĩ trong đầu rằng dù là bà Tâm hay là Giang, nếu sau này có ở bên Đức thì cũng không thể nào mà hạnh phúc nổi, cũng giống như cô và Đức thôi cũng chỉ được vỏn vẹn 3 năm rồi lại đường ai đấy đi. Bị đuổi ra khỏi nhà, Đức và bà Tâm lại đi về nhà của ông Hòa, là căn nhà chung của ông Hòa và bà Tâm khi trước để ở, bởi vì lúc này Đức và bà Tâm đã không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Khi trở lại căn nhà của bố mình ngày trước, thì Đức không thể nào mà vui nổi. Anh nhìn di ảnh của bố trên bàn thờ mà cả người anh run lên. Anh thắp một nén hương, cúi đầu khóc rồi xin lỗi bố. Bố ơi, con xin lỗi bố Bố hãy tha thứ cho con bố nhé Con sai rồi Bà Tâm đi ra Thấy Đức khóc thì bà bĩu môi Anh Đức, anh khóc đây à Đức cao có trả lời Dì đừng gọi tôi là anh nữa Dì không thấy xấu hổ với bố tôi sao Bố tôi mới mất chưa được bao lâu mà dì đã như vậy rồi Anh đúng là văn vở Mấy tháng này Anh ngủ với em chán chê mê mỏi Bây giờ còn tỏ vẻ thanh cao nữa Gớm, khỏi diễn trò đi Dì câm mồm đi nếu gì không dụ dỗ gạ gẫm tôi thì mọi chuyện đã không đi quá ra như vậy rồi việc gì anh phải khổ sở thế nhỉ người chết là hết chứ có còn gì nữa đâu mà anh phải lăn tăn mà nếu em nhớ không nhầm thì ngày bố anh mới mất chính miệng anh đã nói sau này anh sẽ chăm sóc em thay cho bố cơ mà chính mình nói ra câu đó rồi bây giờ lại chối bỏ trách nhiệm thì coi chừng bị nghiệp quật đấy nhé gì thôi đi đủ rồi đấy Đúng là lắm chuyện Sống thực tế một chút đi Thời đại nào rồi mà còn văn văn vở vở Ở bên nước ngoài đầy người giống chúng ta Mà họ vẫn hạnh phúc đi thôi Anh cứ nghĩ thoáng lên Rồi còn lo cho em và con nữa Chả mấy mà em đẻ đâu Đức im lặng Anh thấy ân hận vô cùng Khi trước còn ở bên nhà kia Thì anh còn đỡ say sứt Bây giờ về đây rồi Ngày nào cũng nhìn thấy di ảnh của bố trên bàn thờ Thì làm sao mà anh chịu nổi nữa chứ Đức quỷ gối khóc những giọt nước mắt muộn màng. Đức ngồi sám hối tới tận 3 giờ sáng rồi anh mới đi ngủ. Anh quyết định từ bây giờ, tối nào cũng ngồi sám hối để xin bố tha tới cho anh. Đức quyết định ngủ riêng, anh không muốn xây dưa gì với bà Tâm nữa. Việc đó khiến bà Tâm rất khó chịu. Sao anh không sang phòng bên ở với em đi, chứ phòng này hơi chật. Dì đi về phòng đi, từ bây giờ chúng ta sẽ ngủ riêng, không liên quan gì tới nhau nữa. Không, Tâm không ngủ một mình đâu, Tâm đang có bầu. Nhỡ đêm hôm có chuyện gì thì phải làm sao Dì cứ gọi to lên là tôi nghe thấy Nhưng tâm muốn ngủ cùng với Đức Dì đừng cố tình làm như vậy nữa Bố tôi sẽ giận đấy Ông ấy chết rồi mà còn lo cái gì nữa Đức liền dọa bà Tâm Bố tôi mất rồi nhưng ông ấy chưa siêu thoát đâu Hôm trước tôi đi xem bói Người ta nói bố tôi chết không nhắm mắt Ông ấy chết oan ức Nên vẫn còn chưa siêu thoát đấy Ông ấy vẫn ở trong căn nhà này thôi Nên gì làm cái gì cũng phải đúng mực Đừng có quá đáng Nếu không Bố tôi sẽ không tha cho gì đâu Tào lao Làm gì có chuyện đó Đức đang hù dọa tâm đấy à Tôi không hù dọa gì cả Dì không thấy có hơi lạnh trong căn nhà này hay sao Không thấy Đức đừng có mà dọa tâm nữa Dì đi về phòng đi Đừng để xảy ra chuyện gì quá đáng Nếu không dì sẽ phải ân hận đấy Lúc đầu thì bà Tâm còn mạnh mồm nói không tin Nhưng sau đó bà thấy Đức nói đúng thật Đúng là ông Hòa chết không nhắm mắt thật Vì chính lúc đó bà Tâm đang ngồi cạnh ông Hòa nhưng bà đã không giúp ông Mà để mặc cho ông chết Nghĩ vậy bà bắt đầu hoảng sợ Bà sợ ông Hòa nhìn thấu tấm lòng giả dạ tạo của bà Sợ ông Hòa chết rồi Thành ma sẽ tìm bà tính sổ Vậy nên bà vội bật điện sáng trưng lên Rồi bà còn đi xuống nhà bếp Lấy con dao và tỏi đặt ở đầu giường Thế nhưng Bà Tâm vẫn thấy lo lắng bất an Cứ chậm chờn không thể nào mà ngủ yên sắc được Đức và bà Tâm đang bệnh nghiệp quật cho tơi tả không có một ngày nào mà hai người không nghĩ tới hồn ma của ông Hòa Đang lởn vởn trong nhà Rồi hai người cứ thế thần hồn nát thần tính Bất kể họ làm gì Thì cũng luôn có cảm giác Ông Hòa đang đứng đằng sau Thế mới nói Mấy người hay làm những việc sai trái với lương tâm, đạo đức Thì thường hay bị lương tâm dằn phạt là như vậy đấy Bà Tâm bây giờ đã bình thường trở lại Bà không còn sợ ma nữa Đối với một người lì lợm như bà Thì những chuyện nhỏ nhặt ấy Không thành vấn đề chỉ có thể dọa bà được vài ngày thôi Chứ không thể nào dọa bà lâu được Bà Tâm bắt đầu tìm cách Loại bỏ Giang Nhân tình trẻ tuổi của Đức Bà biết dạo này vì Đức sợ ma Nên anh ta thường xuyên qua nhà Giang rồi ở lại đó Tuy Đức luôn nói là phải ở lại Bệnh viện trực Nhưng bà Tâm đâu có ngu Bà đã lần mò ra địa chỉ nhà Giang rồi đây này Bà lên kế hoạch Cho một trận đánh ghen quyết liệt của mình Để có đồng minh cùng đánh ghen với mình Bà Tâm nghĩ ngay tới Vi bà nghĩ rằng chỉ có vi mới có thể giúp bà trừng trị Giang mà thôi ngày hôm trước chính mắt bà đã chứng kiến vi đánh giang khiến cho giang khiếp sợ đến mức phải bỏ chạy cơ mà nghĩ vậy nên bà quyết định tới nhà vi để cầu cứu cô bà tâm bấm chung cửa nhà vi và chờ đợi một lúc sau thì vi ra mở cửa bà tới đây có việc gì vi à dì có chuyện muốn nói với con dì vào nhà được không được bà vào đi vào trong nhà bà tâm bắt đầu dơ ngay cái giọng văn phở vi à dì phải làm sao bây giờ đây chứ có chuyện gì đức bỏ nhà đi rồi đức bỏ mặc dì ở nhà một mình mặc dù dì có nó mang thai đức sang nhà con nhỏ giang đó ở rồi vi à bà nói với tôi chuyện đó làm gì tôi có quan tâm đâu bây giờ đức là của bà thế thì bà phải lo mà giữ anh ta chứ kể với tôi làm cái gì vi ơi dì khổ tâm lắm dì đang bầu bì thế này mà đức lại nỡ bỏ đi theo gái một mình dì phải làm sao đây hả vi sau này mẹ con gì biết sống thế nào đây Con nghĩ cách giúp gì đi mà Bà điên à Việc của bà thì bà tự đi mà giải quyết chứ Tìm tôi làm cái gì Tôi không rảnh mà lo chuyện bao đồng đâu Mời bà về cho Vì ơi dì xin con đấy Bà sang đó mà gọi anh ta về Tôi tưởng bà lì lợm lắm cơ mà Bà mà lại phải chịu thua con ranh đó hay sao Dì không sợ Nhưng dì chỉ có một thân một mình thôi Nên dì muốn con đi cùng dì Con giúp dì có được không Bà bị chó tha mất liêm sỉ rồi à? Bà cướp chồng của tôi Xong rồi bây giờ bà lại nhờ tôi đi đánh ghen giúp bà Bà không còn chút liêm sỉ nào Nhưng tôi còn có lòng tự trọng của tôi nữa Thế nên giờ bà đi về đi Đừng có tới tìm tôi để nói mấy cái việc điên rồ đó nữa Vì à gì biết sai rồi mà Bà im mồm đi Bà đi về đi Bà đừng bao giờ tới đây tìm tôi nữa Vì đuổi bà Tâm ra khỏi nhà Cô đóng sầm cửa lại Cô không hiểu tại sao ông trời cứ phải làm khó cô như vậy chứ Bà Tâm không nhờ được Phi đi đánh ghen cùng với mình Thế là cuối cùng bà lành phải đi một mình đến chỗ Giang Mà đối thủ của bà vừa trẻ vừa khỏe Lại còn là dân chơi chính hiệu Còn bà Tâm thì đã bốn chục tuổi Đã bước vào cái mốc tuổi già sức yếu rồi Đợt này bà còn đang mang thai Nên bà xuống sắc trông thấy Mặt mũi nhăn nheo chảy xệ Nên nhìn bà già đi trông thấy Còn Giang mới chỉ hai mươi tuổi mà thôi Cô ta đang ở cái độ tuổi xuân xanh phơi phới, cái độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời Thế nên bà Tâm muốn đấu lại cô ta Thì đâu phải là dễ dàng đâu Ở trong nhà Giang đang ngồi gọt hoa quả cho Đức ăn Vừa gọt cô ta vừa moi tiền của Đức Anh yêu Hôm trước em về quê Thì thấy nhà của bố mẹ em sập xệ quá anh ạ à. Nhà của bố mẹ em cũ lắm rồi à Vâng Vẫn là một căn nhà cấp 4 xây từ ngày xưa Em muốn xây cho bố mẹ em một căn nhà mới Ừ Thế em cần bao nhiêu Em muốn xây cho bố mẹ em một căn nhà tầm 3 tỷ đổ lại anh ạ. À? 3 tỷ à? Vâng, anh yêu cho em 3 tỷ nhé. Ừ, bao giờ em cần? Em cần luôn bây giờ rồi đây. Giang lại bóp vai cho Đức. Cô ta nịnh Đức, làm Đức mềm lòng. Ừ, để anh chuyển khoản luôn cho em nhé. Giang sung sướng. Từ ngày làm bạn gái của Đức, Giang đã moi được kha khá của cải. Từ một cô sinh viên nghèo, bây giờ cô ta đã mua được một căn nhà chung cư, mua được cả xe, giờ lại có thêm ba tỷ để xây nhà ở quê nữa. ví tiền của đức từ ngày quen giang cứ hao mòn dần, đấy là họ chỉ vừa mới quen nhau chưa lâu thôi. cứ cái đà này mà về lâu về dài thì chắc là đức còn đúng cái nịt. giang và đức đang ôm nhau đầy tình cảm thì bà tâm tới bấm chuông ẩm ý ngoài cửa. giang ra mở cửa, cô ta vừa nhìn thấy bà tâm thì vội đóng cửa lại. giang lẩm bẩm mẹ à kiếp bà ta đã mò tới tận đây rồi sao? Mở cửa ra Không mở là tao gào âm lên cho cả xóm biết đấy Vì Giang không muốn bị mang tiếng Ảnh hưởng tới hình tượng trong sáng của mình Nên Giang mới ra mở cửa cho bà Tâm Bà tới đây làm cái gì Tao tới tìm Đức, Đức đâu rồi Anh Đức đang ngủ trong phòng Bà Tâm tức lồng lộ lên Bà đi ngay vào phòng ngủ lôi Đức dậy Anh Đức, anh mau dậy đi Dậy rồi về nhà cùng với em đi Đức lồm cồm bỏ dậy Anh ta nhăn nhó nói Dì còn phát mặt tới đây làm cái gì Dì không ở nhà mà sám hối những việc mình đã làm đi Anh nghĩ gì thế Em đang mang thai con của anh Thế mà anh không ở nhà với em Lại bỏ mặc em để tới đây gặp cô ta Anh bị cô ta mồi chài đúng không Dì câm mồm đi Chả có ai mồi chài tôi cả Là do tôi không muốn về đó thôi Tôi không muốn nhìn thấy gì Nên tôi không về thế thôi Anh bị bệnh ống chị hả Đức Anh không muốn nhìn mặt em Thế còn con của chúng ta thì sao Anh nhẫn tâm bỏ mặc con của anh sao Dì cứ sinh con đi rồi sau này tôi sẽ nuôi con Tôi chỉ quan tâm cưới con thôi Còn gì sau này sinh con xong Thì tự lo cho bản thân mình đi Đừng có làm phiền tôi nữa Tại sao vậy? Sao anh lại tuyệt tình với tôi vậy hả? Về con tranh đó phải không? Dì đừng có đổ lỗi cho người khác nữa Mọi chuyện thành ra như vậy là do gì cả đấy Do gì đã cố tình gài bẫy tôi Bây giờ dì toạn nguyện rồi nhé Đồ khốn nạn, anh là đồ khốn Tôi đánh chết anh Bà Tâm tức lồng lộn lên Ngay lập tức lao vào đánh Đức thế nhưng bà bị đức hất thẳng tay ra ngoài bà tâm bị đức túm tóc kéo ra khỏi nhà giang một cách không thương tiếc sau đó mặc cho bà tâm gào khóc ầm ĩ đức vẫn lạnh lùng đóng cửa lại bà ta gào khóc chán chê đập cửa chán chê nhưng đức và giang vẫn cứ mặc kệ và coi như không có chuyện gì bà tâm ở ngoài bất ức lắm bà nghiến răng nghiến lợi trời cái loại thất đức chú mày để xem chú mày hạnh phúc được bao lâu thằng khốn nạn gặp với con ranh bị thỏa để xem chúng mày ở với nhau được mấy ngày. Bà Tâm già mồm trời, bà ta không thể ngờ là Giang đang đứng ở trên ban công ngó xuống. Cô ta bê một xô nước bẩn đổ thẳng xuống. Chúng ngay đầu bà Tâm làm cả người bà ta ướt nhẹp. Con kia, sao mày dám đổ nước vào đầu của tao? Sao? Bà có thấy mát hơn chưa? Tôi thấy trời mùa hè đang nóng nực mà bà cứ đứng bên ngoài, nên tôi giúp bà làm mát cơ thể tôi. Không nắng nóng như này lại bị say nắng thì chết sợ. Còn chó, mày có giỏi thì mở cửa ra cho tao Tôi đâu có rảnh mà tiếp chuyện với bà đâu Tôi gọi cảnh sát rồi đấy Nếu bà không khút nhanh Để tới lúc cảnh sát tới Thì bà sẽ gặp rắc rối to đấy Cứ để cảnh sát tới đây Mà bắt cái bọn gian phu dâm phụ chúng mày luôn đi Giang bật cười Cô mỉa mai bà Tâm Tôi với Đức đều là hai người độc thân Thì sao tôi phải lo lắng mấy cái chuyện đó nhỉ Tôi nghĩ bà nên lo cho bà trước đi Chứ để cảnh sát biết chuyện bà là mẹ kế mà lại gài bẫy con chồng lại còn mang thai với con chồng khiến con trai và con dâu phải ly hôn ấy thì không biết mọi người sẽ nghĩ sao về bà đây còn khốn nạn may mở cửa ra tao sống chết với mày tôi không rảnh bà tâm bị dội nước ướt nhẹt từ đầu tới chân dính rớp vào da nên khó chịu thế là bà đành phải đi về nhà tắm rửa thay đồ bà cay cú lắm không lẽ bà mà lại phải chịu thua cái con ranh Vắt mũi chưa sạch đó hay sao Trong khi Giang và bà Tâm Đang âm thầm chiến đấu để giành giận Đức Thì Vi và Đức đã xa tỏa ly hôn Sau khi giải quyết xong thủ tục Đức và Vi cùng đi ra ngoài Hai người đứng nói chuyện với nhau một lúc trước khi về Hai người bây giờ đã trở thành Hai người xa lạ Đức tiếc nuối lắm Nhưng bây giờ anh ta đã không còn cơ hội để thay đổi điều gì nữa rồi Đức thở dài và nói Giọng anh ta buồn bã Em và con phải sống thật tốt nhé tôi biết rồi anh cũng vậy ừ anh sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền lo cho con gái của chúng ta chủ nhật hàng tuần anh sẽ tới thăm con như thỏa thuận tôi biết rồi anh cứ yên tâm đến thăm con thoải mái tôi sẽ không làm khó anh đâu cảm ơn em anh không cần cảm ơn tôi chúng ta giờ tuy hết tình nhưng mà còn nghĩa tôi tin là chúng ta có thể lo cho con gái một cuộc sống tốt nhất có thể ừ anh luôn tin ở em mà chỉ tiếc là anh đã lỡ mắc và sai lầm anh không thể quay lại với em nhưng trong trái tim của anh thì em và con luôn vẫn là quan trọng nhất. Anh và bà Tâm cũng sắp có con chung rồi. Tôi hy vọng là anh đủ tỉnh táo để nhìn nhận mọi việc để có thể trở thành một người bố tốt. Tiện đây tôi cũng khuyên anh một câu này, Giang còn quá trẻ, cô ấy không phù hợp với anh đâu. Đừng có dây dưa gì với Giang nữa, nếu không sau này sẽ có nhiều chuyện rắc rối lắm đấy. Anh hiểu, anh sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Vậy thì tôi cũng yên tâm, thôi tôi về đây. Em đi cẩn thận nhé mấy hôm nữa anh tới thăm con tôi biết rồi sau khi ly hôn vì tập trung lo cho công việc còn đức cũng tập trung hơn vào công việc ở bệnh viện anh ta bí mật mua một căn nhà nhỏ ngay gần nhà của vi anh ta muốn gần vợ cũ và con gái của mình thời gian này đức cũng đã chấm dứt với giang anh chia tay giang và không liên lạc nữa còn với bà tâm thì anh phải chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng nên anh vẫn luôn đi lại để chăm sóc bà tâm trong thời gian bà ta mang thai anh thường mua đồ ăn và đồ bầu Đưa bà Tâm đi khám thường xuyên Nhưng tuyệt đối anh không bao giờ ngủ chung với bà Tâm Vì đã lên chức phó hiệu trưởng trường quốc tế Cô đã bắt đầu độc lập tài chính Và cuộc sống hiện tại của cô và con gái rất thoải mái Ngoài công việc ra Thì tình bạn của cô và Đăng Tú đang tiến triển rất tốt Anh bạn tổng giám đốc Đăng Tú Lớn hơn cô 2 tuổi Và luôn rất quan tâm tới cô và con gái Ngày Chủ nhật Cũng giống như mọi lần Đức tới nhà Phi để thăm con gái lần này vừa tới nơi anh ta đã thấy con gái đang nói chuyện với đăng tú qua điện thoại hai chú cháu nói chuyện video với nhau đức thấy vậy liền hỏi con gái cún con đang nói chuyện với ai đấy con đang nói chuyện với chú tú chú tú nào vậy con con gái đức liền chào chú tú rồi tắt điện thoại đức thấy khó chịu trong lòng anh ta gặng hỏi tiếp chú tú là ai vậy cún chú tú là bạn của mẹ vi đấy bố hôm trước chú còn mua cho con bao nhiêu là đồ chơi và váy công chúa cơ chú ấy còn gọi con là công chúa nhỏ nữa đó bố đức nghe con gái nói vậy thì anh ta khó chịu lắm anh ta ghen tuông ra mặt luôn mặc dù bây giờ anh ta và vi đã ly hôn cũng không còn liên quan tới nhau nữa nhưng đức thấy vợ cũ có bạn trai thì anh ta lại ghen mới là đần chứ anh ta không mang lại hạnh phúc cho người ta nhưng anh ta lại ghen tuông khi người ta có bạn trai mới anh ta đúng thật là khó hiểu và lạ đời ngay lập tức đức tìm hiểu về người bạn trai mới của vi ngay khi đức về tới nhà anh ta hậm hực khó chịu nằm chăn trở chờ tin của đàn em anh ta anh ta suốt ngày chỉ nghĩ về vợ cũ quên luôn chuyện của anh ta với giang giang đang được đức bao nuôi như thế rồi đột nhiên bây giờ không có người bao nuôi thì giang không thể nào mà chịu được khổ cô quyết tâm níu kéo đức cho bằng được giang cho rằng đức bỏ cô để quay về với bà mẹ kế kia nên giang tìm cách phá bà tâm để lôi kéo đức về bên mình sáng ngày hôm sau giang đứng ngoài đường trước cửa nhà bà tâm để theo dõi cô ta vừa thấy đức lái xe ra khỏi nhà là cô ta liền tới bấm chung cửa ngay bà tâm vừa mới đi vào nghe tiếng chuông thì bà tưởng đức quên đồ đến quay lại lấy thế là bà ta ra mở cửa luôn anh quên đồ à là tôi giang đây cô tới làm cái gì tôi tới thăm bà tôi không muốn gặp cô bà tâm đóng cửa lại nhưng chân của giang đã kịp chặn ngang vào cánh cửa Cô ta bình thản đẩy cửa ra rồi đi vào nhà Bà bây giờ cũng ý ạch bụng bầu rồi Không làm gì được tôi đâu Nên đừng có cố ngăn cản tôi làm gì Vô ích thôi Tôi mà đã thích rồi thì không ai có thể ngăn cản được tôi cả Cô muốn gì Tôi tới thăm bà thôi Có cần phải căng thẳng như vậy không Cút ra khỏi nhà tôi ngay Giang bình thản ngồi xuống Cô ta nói giọng mỉa mai Bà sắp đẻ rồi Đừng có mà kích động Coi chừng đẻ non bây giờ đấy Con kia Mày muốn cái gì thì mau nói thẳng ra đi. Tôi muốn có anh Đức, bà mau biến khỏi cuộc đời của anh Đức đi và đừng quên rằng bà là mẹ kế của anh Đức đấy. Bà không thấy mình làm như vậy là loạn luân, trái với đạo đức lương tâm con người sao? Cô điên rồi à? Sao cô chơi chẽ như vậy chứ? Anh Đức đang độc thân nên tôi có quyền mà. Anh ấy và bà chỉ là mối quan hệ mẹ kế con chồng thôi. Cô nói như vậy mà cô không thấy ngại với con của tôi à? Thế ngày trước lúc bà cướp anh Đức của chị Vi Thì bà có thấy ngại với con gái của chị Vi không? Bà nghĩ mình tốt đẹp lắm hay sao? Mà lên giọng dạy đời người khác Cô câm một Tôi nói rồi đấy Bà đừng có căng thẳng quá kẻo đẻ non bây giờ Tôi không biết đỡ đẻ đâu Rồi nhỡ bà băng huyết thì sao? Con, con Bà Tâm bị giang chọc điên làm bà tức đến tăng xong Bà ta bắt đầu lên cơn đau bụng Thở sốc rồi ngã lăn ra nền nhà Đau, đau quá, đau bụng quá sao thế bà đau bụng đẻ rồi à giúp tôi giúp tôi giang biết bà tâm đau bụng sắp sinh nhưng cô vẫn xả bộ ngây ngô hỏi bà bị làm sao mau giúp tôi tôi sắp sinh rồi bà tâm nằm đau vật vã trên sàn nhà còn giang vẫn ngồi lạnh lùng nhìn bà tâm cô ta nghĩ trong bụng bà cứ đau đi đau nhiều vào đau chết luôn cũng được mình cứ coi như mình không biết chuyện gì mặc xác bà ta cho bà ta chết luôn đi sau đó giang đứng dậy và nói thôi tôi về đây bà mệt thì nghỉ ngơi tiếp đi nhé tôi không làm phiền nữa bà tâm đau lặng cả người không nói được câu gì nữa còn giang thì lạnh lùng bỏ đi cô ta bỏ mặc bà tâm nằm vật vã ở đó giang ra ngoài cô ta lái xe về nhà và coi như không biết chuyện bà tâm đau bụng giang cố tỉnh bỏ mặc để bà tâm gặp nguy hiểm bà tâm có bị làm sao thì người vui nhất chính là giang bà tâm đau vật vã Nước ối vỡ ra ướt hết cả quần. Bà cố lết ra chỗ bàn. Với lấy cái điện thoại ấn gọi cho Đức nhưng không gọi được. Bà lướt lên, thấy số của Vi ngày trước bà có lưu, rồi bà ấn gọi. Có chuông, nhưng Vi không nghe máy. Cơn đau bụng lại ập tới nữa rồi. Bà tâm khóc trong tuyệt vọng. Không có ai giúp mình thật hay sao? Nhưng ngày sau đó, Vi đã gọi lại cho bà. Vi à, tớ giúp gì với? Dì, dì đau bụng. Bà tâm, alo? Bà Tâm, bà bị sao vậy? Bà Tâm nói xong thì ngất luôn Vì cảm thấy không ổn Cô vội vàng lái xe tới nhà bà Tâm Trên đường đi cô gọi cho Đức Anh nghe đây Bà Tâm có chuyện gì thế? Vừa nãy bà ấy gọi cho em Nói em tới giúp vì bà ấy bị đau bụng đấy Anh thấy cuộc gọi nhỡ nhưng anh bận nên chưa gọi lại Thế anh về nhà đi Em cũng đang tới đây Ừ, anh về luôn đây Đức và Phi cùng về tới nơi Hai người chạy vào trong Thấy bà Tâm nằm giữa nhà Máu chảy lênh láng có một bé trai nằm đỏ hòn đang khóc xé lên bên dưới bà Tâm. Vi và Đức chạy lại ngay, vì bé em bé còn Đức đỡ bà Tâm. Dì Tâm, tôi đưa dì đi bệnh viện nhé, dì cố lên. Bà Tâm mở to mắt ra, giọng yếu ớt. Đức à, Vi à, sau này nhờ hai người chăm sóc con trai tôi. vì sau này tôi nhờ cô nhé. Dì sẽ không sao đâu, bây giờ tôi và Đức đưa dì tới bệnh viện. Không kịp nữa rồi, Vi. Vì tôi xin lỗi xin lỗi cô bà tâm chưa kịp nói hết câu đã ngừng thở vi bật khóc nức nở con đức ngồi trơ ra như tượng đá mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cả vi và đức choáng váng đứa bé trên tay vi khóc xé lòng khiến vi vô cùng đau đớn cô không giật bà tâm nữa vi gật đầu rồi nói tôi tha thứ cho dì rồi sau này tôi sẽ thay dì chăm sóc đứa bé dì yên tâm nhé Cuối cùng thì bà Tâm cũng đã đi theo ông chồng già của mình sau một năm kể từ khi ông hòa mất. Vì đem đứa bé về nhà chăm sóc, còn Đức thì ngoài mặt tỏ vẻ không vui. Nhưng khi anh ta tới bệnh viện, anh ta vào phòng riêng của mình. Không có ai ở đó nên anh ta bật cười sung sướng. Cuối cùng thì bà Tâm cũng đã phải trả giá. Bây giờ không còn ai làm khó mình nữa rồi. Đúng như kế hoạch của mình, hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Đúng là người tính không bằng trời tính, bây giờ mình lo tìm cách quay về với Vi nữa là xong bà Tâm qua đời để lại đứa con trai vừa lọt lòng cho Vi và Đức cùng chăm sóc cái chết của bà Tâm khiến nhiều người tin vào luật nhân quả thời gian này Đức lo hậu sự cho bà Tâm còn Vi chăm sóc em bé bất đắc dĩ Vi trở thành mẹ của em bé lo hậu sự cho bà Tâm xong khi anh ta đang tìm cách quay lại với Vi thì ra một lần nữa xuất hiện Giang tới nhà Đức tìm anh ta anh đức Dạ cô tới làm cái gì em tới thắp cho dì tâm nén hương đức im lặng để giang thắp hương xong thì anh mới nói cô thắp hương xong rồi thì về đi anh đức à em tới để chia sẻ cùng anh sao anh đuổi em về thế cảm ơn tôi không sao thế đứa bé con anh đâu rồi đứa bé tôi đưa tới nhà vi nhờ vi chăm sóc hộ rồi chị vi tốt bụng nhỉ sau bao nhiêu chuyện xảy ra chị ấy vẫn chăm sóc con của bà tâm Đức gật đầu nói Vì là người tốt Cô ấy không bao giờ bỏ mặc tôi đâu Cô ấy và các con chính là gia đình của tôi Anh bị ảo tưởng hả Đức Anh đang hy vọng chị Vi quay lại với mình sao Tôi hy vọng chứ Và tôi vẫn đang mong chờ ngày đó Anh bị ảo tưởng rồi đấy Chị Vi có bạn trai mới rồi Anh ta tên là Đăng Tố Là tổng giám đốc một công ty lớn đấy Anh nghĩ chị Vi sẽ quay lại Với một người chồng tồi tệ như anh sao Không có chuyện đó đâu Cô không cần bận tâm chuyện của tôi Tôi sẽ có cách để Vi quay lại với tôi Ngày đó sẽ tới nhanh thôi Anh muốn quay lại với chị Vi Anh yêu chị Vi như vậy sao Đúng tôi yêu Vi Tôi không thể sống thiếu cô ấy được Thế còn em thì sao Tôi và cô đã chấm dứt rồi Suốt thời gian chúng ta cặp với nhau Tôi có để cho cô thiệt thòi gì đâu Tôi mua nhà mua xe Lại còn cho cô 3 tỷ để cô xây nhà cho bố mẹ của cô Tôi có tiền, cô có tình Chúng ta cặp với nhau 3 tháng như vậy là cô quá hời rồi cô còn đòi hỏi cái gì nữa giang bắt đầu lấp liếm để níu kéo đức anh đức à em yêu anh em không muốn xa anh đâu anh đừng bỏ mặc em như vậy cô đừng có nói yêu tôi ngay từ đầu chúng ta đã thống nhất là giúp đỡ nhau đôi bên cùng có lợi cứ thế đi nhé cô đừng bám theo tôi nữa vô ích thôi giang vẫn cố níu kéo đức nhưng đức nhất quyết không nghe mãi đến bây giờ anh mới loại bỏ được bà tâm nên anh không đời nào mắc thêm sai lầm nào nữa đức đuổi giang ra khỏi nhà và đóng cửa lại giang tức lắm sau đó giang đi tới nhà vi để thông báo cho vi biết ý định của đức chị vi ơi vi quay ra thấy giang thì cau mày lại hỏi cô tìm tôi sao vâng tôi có chuyện muốn nói cho chị biết chuyện gì tôi vừa từ nhà anh đức về đấy tôi không quan tâm mấy vấn đề đó cô vào thẳng vấn đề chính đi anh đức đang tìm cách quay lại với chị đấy sao cô biết chuyện đó chính miệng anh ấy nói với tôi mà anh ấy muốn lợi dụng đứa bé rồi tìm cách để quay lại với chị tôi chăm sóc con hộ đức nhưng không có nghĩa là tôi sẽ quay lại với đức mà tính tôi đã nói một là một hai là hai không có chuyện nửa chồng đâu tôi biết chị không phải là người không có lập trường như vậy nhưng chị cũng biết đức là người mưu mô thủ đoạn thế nào mà anh ta nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để quay về bên chị đấy tôi biết cô đang nghĩ gì nhưng mà cô yên tâm tôi không phải là người dễ bị lay động như vậy đâu tôi không phải là kiểu người mà vứt đồ ăn thừa đi rồi còn nhặt lại mang về ăn lại đâu thế nên cô đừng có lo xa chị nói vậy thì tôi yên tâm rồi mà chị nuôi đứa bé con bà tâm thật đấy à ừ thật chị cao thượng thật đấy mới ai làm được như chị đâu đứa bé không có tội tình gì cả người lớn chúng ta không nên chút những thủ hận lên một đứa bé vô tội với lại giờ bà tâm đã mất rồi đứa bé tội nghiệp lắm tôi không thể bỏ mặc nó được Chị nói như vậy là tôi hiểu rồi Tôi xin phép về đây Ờ, cô về đi Và cô về nhà suy nghĩ lại nhé Cô là sinh viên Hãy tự đi bằng thực lực, bằng đôi chân của mình Đừng sống ỉ lại vào người khác như vậy Không ổn đâu Con người phải có lòng tự trọng, tự tôn của mình Chứ không thể sống theo cách của người khác đặt ra mãi được Nếu tôi nói Tôi đã yêu Đức thật rồi Thì chị có tin tôi không Cô nói thật sao Thật mà Cô yêu Đức hay là cô yêu tiền của Đức tôi yêu cả hai vậy cô hãy nói với đức đi tôi nói rồi nhưng anh ấy không muốn quay lại với tôi nữa theo chị thì bây giờ tôi phải làm sao tôi không biết có những chuyện chỉ trong người trong cuộc mới hiểu thế nên chuyện tình cảm của hai người thì hai người tự quyết tôi hiểu rồi tôi chỉ xin chị một chuyện đó là nếu anh đức ngỏ ý muốn quay lại với chị thì chị từ chối anh ấy được không tất nhiên tôi và đức kết thúc từ lâu rồi mà Cảm ơn chị, tôi về đây Giang đi về rồi Vi mới ngồi suy nghĩ Cô thở dài Sao có nhiều người lụy tình như vậy nhỉ Đức tồi tệ như vậy Mà nhiều người khổ vì anh ta quá vậy Đức lo mọi chuyện xong xuôi Thì anh ta bắt đầu lân la quay lại với Vi Đức lấy cớ thăm hai đứa con Nên ban ngày Đức đi làm ở bệnh viện Đến tối anh ta về thẳng nhà Vi Và ăn cơm tối ở nhà Vi luôn Ngày một ngày hai Vi không nói gì nhưng Đức tới ăn cơm và lân la ngồi chơi tới 10 giờ mới chịu về Thì Vi bắt đầu khó chịu Cô bảo thẳng Đức Anh không về nhà đi, muộn rồi đấy Vẫn sớm, bây giờ mới 10 giờ kém mà Từ mai anh đi làm về Thì anh về nhà ăn cơm đi nhé Tôi không rảnh mà suốt ngày lo cơm nước cho anh đâu Anh có ăn nhiều mấy đâu Anh chơi với con rồi ăn luôn Như vậy mới sống một gia đình chứ Gia đình cái gì Chúng ta ly hôn sắp nửa năm rồi đấy Tính cả thời gian ly thân thì tròn 10 tháng rồi anh đừng có lấy lý do này lý do nọ Vì anh biết lỗi rồi Xin em cho anh một cơ hội được không Cơ hội gì nữa Tình cảm của chúng ta đã hết rồi Vì anh biết là em còn giận anh Nhưng bây giờ mọi chuyện qua cả rồi Bây giờ anh độc thân Em cũng độc thân Hai chúng ta cho nhau một cơ hội bên nhau nhé Anh độc thân thôi Chứ tôi hết độc thân rồi Em nói vậy là sao hả à? Vì giờ bàn tay của cô lên có chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út sáng lấp lánh vì tự tin nói tôi nhận lời cầu hôn của đăng tú rồi chúng tôi sắp cưới anh nhìn rõ rồi chứ đức không thể tin nổi anh ta vội vàng nói không thể nào không thể nhanh như vậy được sao em có thể nhận lời cầu hôn của anh ta nhanh như vậy được chứ vì tôi cảm thấy an toàn khi ở bên đăng tú cảm giác bình yên và an toàn lắm khác hẳn với ngày trước khi tôi ở bên cạnh anh đấy anh đức ạ à. ở bên cạnh anh tôi luôn lo lắng bất an Tôi không cảm thấy an toàn Chúng ta đã chấm dứt thật rồi Không, anh không muốn chúng ta kết thúc như vậy đâu Anh chờ mãi mới tới ngày hôm nay Vi à, em đừng quyết định vội vàng như vậy Hãy lắng nghe trái tim của mình đi Trái tim của tôi lúc này Hoàn toàn đã hướng về đáng tố Anh đừng cố gắng vô ích Anh tự lo cho bản thân mình đi Mấy tháng nữa tôi đưa thằng bé sang cho anh Tự chăm sóc luôn rồi đấy Được nói hết nước hết cái Anh ta năn nỉ Vi Nhưng Vi vẫn không đồng ý Thế là anh ta không cam lòng Anh ta tìm gặp Đăng Tố để tìm cách ngăn cản Đức mò tới công ty của Đăng Tố Rồi Đăng Tố hẹn Đức ra quán cà phê để nói chuyện Anh tìm tôi có chuyện gì Tôi tới để nói cho anh biết một chuyện là tôi sẽ quay lại với Vi Anh bỏ cuộc đi Tôi không thể làm theo lời anh nói được Tại sao Vì tôi yêu Vi Vi đã qua một đời chồng lại có con riêng Và giờ lại có thêm một đứa con nuôi nữa Anh chấp nhận chuyện đó hay sao Tôi yêu Phi và thương các con của cô ấy, nên tôi chấp nhận hết. Bây giờ anh đang yêu thì anh nghĩ vậy thôi, sau này anh sẽ hối hận đấy. Sao lại hối hận chứ? Tôi khẳng định chắc chắn là tôi không bao giờ hối hận, vì vậy anh đừng có áp đặt suy nghĩ của anh cho tôi. Cứ cho là anh thật lòng với Phi đi, nhưng mà tôi xin anh hãy nhìn nhận lại tất cả mọi chuyện, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, anh và Phi sao có thể hàn gắn được chứ? Gương vỡ không thể lành lại được đâu đức à. Tôi khuyên anh một câu chân thành hãy dừng lại đi đừng cố chấp nữa tôi hứa với anh tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy và con thật tốt anh sẽ không phải lo lắng gì cả hãy tin ở tôi đức thấy mình không thể nói lại đăng tố anh ta trở mặt luôn tôi sẽ không bao giờ để yên cho anh và vi đâu trừ khi anh đưa tôi một trăm tỷ hả tú nhìn đức và hỏi lại anh đùa đấy à tôi không đùa nếu anh không đưa tôi một trăm tỷ thì ngày nào tôi còn sống từ ngày đó tôi còn phá vi tôi nói cho anh biết Bây giờ tôi đang có hai đứa con ở bên cạnh Vi Nên tôi muốn gặp cô ấy lúc nào cũng được Tôi có nhiều cơ hội được phá lắm Anh chắc cũng hiểu rồi đúng không Nếu tôi đưa cho anh 100 tỷ Thì anh sẽ tránh xa Vi thật chứ Tất nhiên tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của Vi nữa Cả tới thăm con tôi cũng không thăm Tôi sẽ bán bệnh viện rồi sang nước ngoài sống hưởng thụ tuổi già Và không bao giờ quay về bên này nữa Lấy gì đảm bảo lời anh nói là thật đấy Tùy anh, muốn đảm bảo thế nào cũng được Vậy tôi sẽ làm một bản cam kết Anh ký vào đó rồi tôi chuyển tiền cho anh Nếu sau này anh không giữ lời Thì pháp luật sẽ giải quyết vấn đề của chúng ta Được, một trăm tỷ đấy Không phải là một tỷ đâu Anh nhiều tiền vậy cơ mà Một trăm tỷ với một tỷ thì tôi phân biệt được mà Không cần anh phải nhắc Đối với tôi, vì là vô giá Nên một trăm tỷ cũng không là gì Đăng Tú làm bản cam kết đưa cho Đức ký Rồi anh lập tức chuyển tiền luôn Đức vẫn còn ngạc nhiên Anh ta tính thử lòng Đăng Tú thôi Đâu ngờ được Đăng Tú sẽ chuyển tiền luôn Đức thở dài Anh ta cũng hiểu rằng Đăng Tú yêu Vi thật lòng Và sẵn sàng làm tất cả vì Vi Đăng Tú là chỗ dựa vững chắc Và đáng tin cậy nhất để Vi gửi gắm cuộc đời Đức cũng hiểu Vi ở bên Đăng Tú Sẽ hạnh phúc và bình an Đức thở dài và nói với Đăng Tú Thôi đủ rồi Để tôi chuyển tiền lại cho anh Sao thế? Anh đổi ý rồi à? Tôi chịu thua anh rồi đấy Sau này Vi và hai đứa con của tôi gửi gắm cho anh anh hãy chăm sóc cho ba mẹ con cô ấy nhé nhất định rồi anh cứ yên tâm và tin ở tôi tôi tin anh cảm ơn đức và tú bắt tay nhau và coi nhau là bạn sau đó đức đi về nhà anh mỉm cười và nghĩ tú là người tốt vì ở bên tú cô ấy sẽ hạnh phúc bây giờ thì mình yên tâm rồi đức về đến nhà thì sang đã ngồi chờ anh ta ở cửa từ bao giờ anh đức anh đi đâu về thế tôi đi đâu thì liên quan gì tới cô à sao anh cứ hẳn học với em vậy Cô đi về đi, tôi không muốn gặp cô Nhưng mà em nhớ anh Giang cố tình đi theo Đức vào nhà Khiến Đức vô cùng khó chịu Cô tìm tôi làm cái gì nữa Tôi với cô chấm dứt rồi mà Nhưng mà em không muốn chấm dứt Em yêu anh, từ bây giờ em sẽ đến ở đây với anh Cô bị điên hả Giang Em mang theo đồ đạc đây rồi Từ bây giờ em sẽ sống ở đây với tư cách là vợ của anh Cô điên rồi, hút ra khỏi nhà của tôi Em không cút Anh ngủ với em bao nhiêu lần rồi Bây giờ anh phải chịu trách nhiệm với em chứ Cô ngủ với bao nhiêu thằng rồi Giờ còn tính bắt tôi chịu trách nhiệm Cô bị ngáo à Anh nói vớ vẩn gì đấy Em quen có mỗi mình anh thôi mà Thôi thôi tôi không muốn nói nhiều với loại người như cô nữa Cút ra khỏi nhà của tôi nhanh lên Anh là cái loại đàn ông không ra gì Thế mà anh còn lên giọng với em sao Em nói thẳng luôn Nếu em không lấy anh thì chả ai dám lấy anh nữa đâu Cô nói có ý gì Có người nào ngủ với mẹ kế của mình Lại còn có con với mẹ kế như anh không nếu mà em tung tin đó cho tất cả mọi người biết Thì sẽ không có một cô gái nào dám lấy anh nữa đâu Giang đe dọa Đức Cô ta nhấn mạnh chuyện đó Cô đe dọa tôi đấy à Em chỉ nhắc nhở để cho anh biết là em đang nắm điểm yếu của anh Nếu anh không nghe theo em Em sẽ cho cả thế giới này biết chuyện anh với mẹ kế luôn đấy Giang đe dọa Đức Cô ta không thể ngờ là mình lại chọc trúng máu điên trong người của Đức Đức giận dữ Anh ta chừng mắt nhìn Giang và nghiến Giang nói Cô dám uy hiếp tôi đó. Vậy thì cô chết đi Đức lao đến bóp cổ Giang Khiến Giang vô cùng khó thở Cô ta vùng vẫy Nhưng càng vùng vẫy Đức lại càng siết mạnh tay Giang hoảng loạn Cô ta sở thấy cái kéo ở trên bàn bè lập tức Với lấy mà đâm thẳng vào bụng của Đức Đức đau đớn Thả tay khỏi cổ của Giang Giang lão đảo bỏ chạy ra ngoài Nhưng Đức đã rút cái kéo ra khỏi bụng của mình Vì Giang yếu Nên lực đâm nhẹ Vết thương không sâu lắm Rồi anh ta chạy đuổi theo Giang Giang loạn trọng bỏ chạy cô ta đột nhiên bị vấp ngã ở gần cửa đức đuổi tới nơi anh ta cầm kéo đâm liên tiếp vào bụng của giang khiến giang cục luôn tại chỗ sau khi dùng kéo đâm chết giang đức cục mặt xuống anh ta bật khóc nức nở hết rồi mình mất tất cả rồi vì đang cho em bé ngủ thì đức lái xe tới nhà cô anh bế con gái lên rồi hỏi mẹ đâu rồi con mẹ đang cho em bé ngủ bố ạ à? vì ở trong phòng đi ra cô hỏi anh đức đây à Vi nhìn tay Đức dính đầy máu, cô tưởng Đức bị thương nên vội hỏi. "Tay anh bị thương đấy à, sao dính đầy máu vậy? Bụng anh cũng bị thương rồi, có chuyện gì vậy?" "Vì à, anh gây ra chuyện lớn rồi." Vi liền bảo con gái, "Cún, ra nhà ông bà ngoại chơi với ông bà đi con." "Vâng." Con gái chạy đi chơi rồi, Vi mới nắm lấy tay của Đức và lo lắng. "Có chuyện gì thế Đức? Sao em trông anh lạ thế?" "Anh đâm chết Giang rồi, cô ta đe dọa anh." Anh giận quá nên không kiểm soát được Anh phải làm sao bây giờ Thế Giang đang ở đâu Ở nhà anh Anh đi cùng em quay về đó nhanh lên Vì lái xe chở Đức quay về nhà Cô hy vọng Giang vẫn còn sống Nên vì lái xe rất nhanh Để có thể kịp đưa Giang đi cấp cứu Nhưng khi họ đến nơi Thì thấy Giang đã ngừng thở Vì ôm mặt khóc Còn Đức ngồi đó như người mất hồn Thế là hết Công danh sự nghiệp của Đức cũng đã chấm hết từ đây Đức nghe lời Vi đi đầu thú những ngày tháng tù tội đang chờ đức chỉ vì một phút nóng giận mà anh ta đã phải trả giá đắt trong nhà tù những ngày tháng còn lại hy vọng đức sẽ thức tỉnh và cải tạo tốt để sau này có cơ hội trở về nhà đó là bài học đắt giá của cuộc đời anh vi và đăng tú kết hôn sau đó họ sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau đăng tú yêu thương vi và hai con của cô thật lòng anh còn trở thành bạn của đức vì đức không còn người thân nên đăng tú là người đi thăm nuôi đức khi đức đi cải tạo hai người dần dần coi nhau là bạn có đang tú ở bên chăm sóc vi và hai con nên đức yên tâm cải tạo đêm vắng lặng đức nằm trong phòng giam suy nghĩ tất cả mọi chuyện bây giờ gói gọn trong tiếng thở dài cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết câu chuyện còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video câu chuyện tiếp theo